Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 61. Giết lão già kia là được rồi, còn về người phụ nữ kia, bắt về làm lô đỉnh cho anh thôi. Cạch cạch cạch. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Ai đó? Người của Hợp Hoan Tông cảnh giác quay đầu lại. Bọn họ thấy ba người Diệp Bắc Minh đang chậm rãi đi tới. Diệp Bắc Minh. Người của Hợp Hoan Tông hoảng sợ, vội vã lùi về sau. Biển hiện của tên sát thần ở bên ngoài khi nãy đã khiến bọn họ khiếp sợ. Đế Giang ngẩng đầu lên, như tóm được cọng rơm cứu mạng cầu xin, cậu Diệp, cứu, cứu tôi. Tuy thực lực của lão quỷ Hợp Hoan là cảnh giới giới chủ đỉnh phong nhưng giờ lão ta lại rất căng thẳng, Diệp Bắc Minh, chúng ta không thù không oán. Hơn nữa tôi cũng không ra tay với cậu, càng không bỏ đá xuống giết, cậu làm người cũng không thể không bàn võ đức được. Lão ta nói xong bèn e dè nhìn Diệp Bắc Minh. Đừng hiểu lầm, chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Bắc Minh đáp một câu ngắn gọn. Anh còn chả thèm liếc mắt xem đám người Đế Giang mà đi thẳng qua bọn họ. Người Hợp Hoan Tông sửng sốt. Đế Giang tuyệt vọng, lòng vô cùng hối hận. Báo ứng tới quá nhanh rồi. Bỗng nhiên. Giọng phu nhân Hợp Hoan trầm xuống, anh, không hợp lý lắm. Lão quỷ Hợp Hoan nhướng mày, có chỗ nào không hợp lý? Phu nhân Hợp Hoan thấp giọng thì thầm, theo như em biết, Diệp Bắc Minh là kẻ sát phạt quyết đoán, giết người không cần lý do. Tất cả đều tùy vào tâm trạng của cậu ta, dựa vào thực lực của cậu ta, giết chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thằng nhãi này cực kỳ thích cho anh hùng cứu mỹ nhân. Rồi phu nhân Hợp Hoan nhìn sang Đế Khởi La, cô gái này xinh đẹp vậy mà sao cậu ta không anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Thật khó hiểu. Ánh mắt lão quỷ Hợp Hoan trầm xuống, rồi liếc sang bóng dáng của Diệp Bắc Minh, ý em là gì? Phu nhân Hợp Hoan liếm môi, anh, cậu ta tự bảo long mạch bị thương, còn là trọng thương. Hơn nữa, anh xem hai cô gái bên cạnh cậu ta kìa, dung nhan chẳng kém cạnh cô nàng kia. Thằng nhóc đó của em. Còn hai cô gái kia là của anh. Phu nhân Hợp Hoan tưởng tượng cơ thể vạm vỡ cường tráng của Diệp Bắc Minh mà lòng đầy hưng phấn. Thề phải đại chiến 300 hiệp với anh. Lão quỷ Hợp Hoan lạnh giọng quát, Diệp Bắc Minh đứng đó. Cậu đi vội như vậy làm gì? Xoạt, xoạt, xoạt. Hàng chục người xông lên bao vây ba người Diệp Bắc Minh, Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu. Lão quỷ Hợp Hoan đẩy đám đông ra rồi bước tới. Diệp Bắc Minh, tôi rất hiếu kỳ, cậu. Xoẹt. Một tia sáng đỏ thẫm như máu thoáng qua, lão ta còn chưa dứt lời. Đầu mình đã rơi xuống đất. Hiếu kỳ cái gì? Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua cái xác trên mặt đất, bình tĩnh hỏi. Anh. Ánh mắt phu nhân Hợp Hoan hiện lên sự hoảng sợ sâu sắc. Sau đó. Diệp Bắc Minh nhìn sang phu nhân Hợp Hoan và những người khác, các người cũng muốn giết tôi à? Không không không, cậu Diệp chớ hiểu lầm, cậu Diệp, chúng tôi cút ngay đây. Người của Hợp Hoan Tông lắc đầu lia lịa, hoảng hốt lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ngại quá, trễ rồi. Anh bước lên, kiếm càn khôn chấn ngục di chuyển, một tia kiếm quang đỏ như máu quét ngang. Nháy mắt hàng chục người đã nở rộ thành đóa hoa máu. Chúng chui vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Phu nhân Hợp Hoan sợ hãi quỳ gối cầu xin, long tích của cậu ta nổ tung hết rồi mà còn có thực lực đáng sợ vậy sao? Phu nhân Hợp Hoan bò tới như một con chó hèn mọn, cậu Diệp. Cậu Diệp, đại nhân. Đại nhân, cậu thấy tôi có đẹp không? Phu nhân Hợp Hoan uốn éo bày ra động tác quyến rũ, chớp mi nói, cầu xin cậu đừng giết tôi, tư thế gì tôi cũng chơi được hết. Chỉ cần cậu không giết tôi. Muốn chơi tôi kiểu gì cũng được. Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu đỏ mặt. Khinh thường nhìn phu nhân Hợp Hoan. Đồng thời, các cô cũng lo rằng Diệp Bắc Minh không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn ấy. Đại nhân ơi, chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng, tôi sẽ... Diệp Bắc Minh thờ ơ vung kiếm lên. Phụt! Phu nhân Hợp Hoan nở rộ thành đóa hồng đỏ thẫm. Đế Giang nhìn anh bằng ánh mắt đầy phức tạp. Cảm tạ ơn cứu mạng của cậu Diệp, từ nay về sau, nhà họ Đế. Diệp Bắc Minh như không nghe thấy mà chỉ xoay người đi luôn.
Đế Giang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, tôi sai rồi. Nhà họ Đế sai rồi, nhà họ Đế không nên kinh thường cậu Diệp. Ông ta quỳ gối, liên tục dập đầu. Diệp Bắc Minh không hề dừng bước, rồi từ từ khuất bóng phía cuối con đường. Đế Giang vô cùng hối hận, là ông có mắt không tròng, khởi la à, ông ba nhận kết cục này. Là do bản thân xứng đáng, cháu đừng nên học theo ông ba nhé. Nước mắt Đế Khởi La chảy ròng ròng, ông ba, ông đừng nói nữa. Chỗ cháu còn đan dược, ông ăn rồi sẽ tốt lên thôi. Đế Giang cười u sầu, vô dụng thôi, đan điền của ông đã bị hủy rồi. Lục phủ ngũ tạng cũng vỡ hết, trừ phi cậu Diệp ra tay cứu nếu không ông phải chết. Đế Khởi La đứng dậy, để cháu đi cầu xin cậu ta. Không cần. Đế Giang lắc đầu, giữ chặt Đế Khởi La, ông đã không còn mặt mũi cầu xin cậu Diệp rồi. Khởi La, là do ông ba vô dụng, không thể bảo vệ cháu an toàn. Bây giờ cháu nhanh chóng đuổi theo đi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đi theo cậu Diệp. Trong thần miếu rất nguy hiểm, chỉ có cách đi theo cậu Diệp mới có thể giữ mạng. Ông ba, cháu không đi. Đế Khởi La đau thương lắc đầu. Sột soạt. Đế Giang rút một con dao ra kề lên yết hầu mình, nếu cháu không đi, ông ba chết ngay cho cháu xem. Nghe vậy, Đế Khởi La biến sắc, ông ba. Đi. Đế Giang nổi giận gầm lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đế Khởi La bất đắc dĩ, cẩn thận từng bước đuổi theo Diệp Bắc Minh. Đế Giang thấy Đế Khởi La khuất bóng rồi mới nở một nụ cười vui vẻ, con dao lướt qua yết hầu. Đế Khởi La đuổi theo một mạch, cuối cùng đã đuổi kịp Diệp Bắc Minh, anh Diệp, tôi có thể theo anh không? Vẻ mặt khẩn cầu của cô ta trông rất đáng yêu. Diệp Bắc Minh nhướng mày, chân của cô làm gì tùy cô? Tôi nói trước, nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ không lo cho cô đâu. Vâng. Mắt Đế Khởi La sáng ngời, vui vẻ gật đầu. Anh Diệp chỉ hơi độc miệng chút thôi chứ rất mềm lòng, nếu có nguy hiểm, anh Diệp sẽ không mặc kệ mình đâu. Rồi cô ta chủ động đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh. Cô ta đường đường là cô công chúa nhỏ của đế tộc giờ lại trông giống như một người hầu gái. Bỗng nhiên, phía trước truyền tới tiếng đánh nhau khốc liệt. Bảo bối kìa! Của tao, tất cả đều là của tao. Cút mau, đây là đồ của tao. Mẹ kiếp, đừng tưởng tao sợ mày. Tiến vào thần miếu rồi thì chỉ so thực lực thôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, đi theo tiếng động vào một cung điện bằng đá vô cùng rộng lớn. Nơi này là một kho báu, dưới đất la liệt đủ các loại đan dược, võ kỹ, thần binh lợi khí. Đằng trước là một kim tự tháp cao ngất. Một vầng sáng khổng lồ bao phủ kim tự tháp, trên đó bày biện vô số bảo vật. Tất cả bảo vật đều tỏa sáng rực rỡ. Trên tầng cao nhất của kim tự tháp có đặt một cái hòm đen tuyền. Nó ảm đạm không chút ánh sáng. Ngay khi nhìn thấy nó, máu trong người Diệp Bắc Minh như sôi trào. Đám người Tần Hồng Bân và lão tổ nhà họ Diệp đứng dưới đài. Hiển nhiên những bảo vật ở đây càng hấp dẫn sự chú ý của bọn họ hơn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bỗng lên tiếng, nhóc à, thần hồn của sư phụ cậu đang ở trong những bảo vật đó. Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi lại, tiểu tháp, ông nói thật à? Đương nhiên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời một cách chắc chắn, tuy thần miếu này có thể lưu giữ thần hồn của bọn họ, nhưng thần hồn muốn ở lại thì phải có vật chứa. Nhất định phải ký sinh trong bảo vật có thần tính, bảo vật trên bàn thờ này đều có thần tính. Nếu sư phụ của cậu không ngốc, nhất định sẽ chọn chúng. Diệp Bắc Minh bước lên. Chặn trước mặt tất cả mọi người, những vật khác trong bảo khố, các người có thể tùy tiện lấy. Nhưng đồ trên kim tự tháp này, các người không được động vào món nào hết. Bộp. Mắt mọi người co lại, đều nhìn Diệp Bắc Minh, lại là cậu. Tần Hồng Bân thấy Diệp Bắc Minh không chút kiêng kỵ như thế, trong lòng giận không biết chút đi đâu. Diệp Bắc Minh, có phải mày cho rằng chúng tao không dám đánh mày không? Dù nữ hoàng tu la bảo vệ mày. Nhưng bây giờ mày đã mất long mạch rồi, không sợ chết thật sao? Một lão già trông như chim ưng đè cơn tức giận nói, Diệp Bắc Minh, mày quá tham lam. Lâm Bách Hùng,
lão tổ nhà họ Lâm ở thánh vực. Lão già một mắt đứng trong đám người lạnh lùng nói, Diệp Bắc Minh, mày cho rằng Lục Hồng Sơn tao là ai chứ? Lúc bọn tao tới miếu thần, mày đang nghịch cái gì? Nhà họ Vân bọn tao không muốn đối địch với mày, nhưng mày quá đáng, ha ha. Cậu thanh niên, cậu quá giới hạn rồi. 7-8 ông già cảnh giới chân linh bước ra khỏi hàng ngũ, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Ánh mắt lão tổ nhà họ Diệp cũng sầm xuống, Diệp Bắc Minh, nếu cậu muốn chia phần, chúng tôi không nói gì cả. Nhưng cậu lại muốn một mình chiếm hết số bảo vật này, có phải hơi quá đáng không? Dù sao, chúng tôi cũng đều không muốn chiếm một mình. Một mình cậu đòi nuốt hết, ăn được sao, câu cuối cùng, lão tổ nhà họ Diệp đã rất không vui. Thằng nhóc này, cha nó cũng không ngang ngược như nó. Diệp Nguyệt Thiền cũng cau mày. Ngay cả cô ấy cũng cho rằng Diệp Bắc Minh có chút quá kiêu ngạo. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, kiếm càn khôn chấn ngục trong tay vạch ra đất một đường ngang, tôi đi qua đường kẻ này cũng được, nhưng các người đi qua đường kẻ, phải chết. Thằng nhãi, ngông cuồng. Lão già một mắt Lục Hồng Sơn cũng không nhịn được nữa, cười nhạt, lão phu đi qua đường kẻ đấy, mày làm được gì nào? Lão ta bước lên, vượt qua đường giới tuyến. Diệp Bắc Minh dậm chân, ma khí sau lưng ngút trời. Thiên ma cửu biến, cắn nuốt. Một kiếm chém xuống, xen lẫn với ma khí ngút trời. Rào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, một con ma long màu đen lao ra từ ma khí, đánh về phía Lục Hồng Sơn. Sắc mặt mọi người thay đổi, có chuyện gì vậy? Không phải tất cả long mạch trên người nó đều tự bạo hết rồi sao? Tại sao còn có một con rồng? Lục Hồng Sơn thấy con ma long màu đen kia thì giật mình sợ hãi. Lão ta đã nói những lời huênh hoang, bây giờ mà lùi bước sẽ bị chê cười. Đôi mắt lão ta đầy lạnh lẽo, thực lực cảnh giới chân linh sơ kỳ ầm ầm nổ tung, sau lưng xuất hiện hình vẽ một con gấu đen. Giây tiếp theo. Lục Hồng Sơn nắm chặt năm ngón tay. Con gấu đen sau lưng lão ta cũng làm theo, nắm lấy cổ con ma long màu đen, ha ha ha. Diệp Bắc Minh, mày cũng chỉ thế thôi. Ma Long hả, đối đầu với lão phu, cũng chỉ là một con giun có thể tùy tiện chặt đứt. Diệp Bắc Minh cất giọng bình tĩnh, thế à? Ma Long phát ra một tiếng rồng ngâm, cuốn lấy cánh tay gấu đen, kéo ra. Xẹt. Cánh tay gấu đen nổi tung, Lục Hồng Sơn cũng bị thương như thế. A. À. Lục Hồng Sơn phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, cánh tay cụt tuôn trào máu tươi. Lão ta hoảng sợ lùi về phía sau, thằng nhãi, mày dám. Ngay khi Lục Hồng Sơn sắp lùi đến đường thẳng mà Diệp Bắc Minh đã vẽ, một kiếm khí huyết sắc chém xuống. Bùm! Cơ thể Lục Hồng Sơn ầm ầm nổ tung. Huyết phụ tụ lại, nhưng không chui vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Rào! Giây tiếp theo. Đợi chương mới up lên đã bạn nhé. Trong lúc chờ đợi. Bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group, đọc truyện miễn phí mãi mãi để tán gẫu nha. Lịch up chương mới. Trong lúc chờ chương mới bạn có thể đọc thể loại truyện chan chu. Ma Long gào thét, bay lượn xung quanh anh. Đây. Cảnh này khiến mọi người nghẹt thở, như có một đôi tay vô hình bấu vào cổ họng mình. Hắn ta chém Lục lão quái à? Ta không nhìn nhầm chứ? Không phải hắn ta đã tự bạo long mạch rồi à? Sao hắn ta còn sức chiến đấu kinh khủng như thế? Mấy lão già cảnh giới chân linh thấy sống lưng lạnh toát. Họ nhìn Diệp Bắc Minh đang được ma long quấn quanh, trong mắt toàn là sợ hãi. Mí mắt Lâm Bách Hùng co giật, suýt chút nữa lão ta đã cắn phải lưỡi. Tần Hồng Bân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, thằng nhãi đó, rốt cuộc là quái vật gì? Ánh mắt Diệp Nguyệt Thiền đã hoàn toàn thay đổi, ban đầu tôi cho rằng lá bài tẩy của cậu ấy là mấy chục long mạch kia. Sau đó lại cho rằng lá bài tẩy của cậu ấy là thanh kiếm kia. Hôm nay, chẳng lẽ lá bài tẩy của cậu ấy là con ma long đó à? Không đúng. Diệp Nguyệt Thiền quả quyết lắc đầu, lá bài tẩy của cậu ấy tuyệt đối không phải những thứ đó. Ánh mắt cô ta chuyển sang lão tổ nhà họ Diệp, lão tổ. Người thấy rốt cuộc lá bài tẩy của anh ta là gì? Lão tổ nhà họ Diệp, Diệp Thương Thiên lắc đầu, sắc mặt rất nghiêm túc. Chân mày lão ta nhíu chặt lại, không nói một lời.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên, các người, còn ai muốn cướp với tôi nữa? Mọi người giận mà không dám nói gì. Mọi người đều cúi đầu nhìn đường kẻ trên đất, không ai dám bước qua nó. Diệp Bắc Minh quay đầu, tiện tay túm lấy thanh kiếm bằng đồng xanh, sư phụ, thần hồn của người có ở trong đó không? Giây tiếp theo. Từ trong thanh kiếm đồng xanh truyền ra một giọng nói chỉ có Diệp Bắc Minh nghe được, Minh Nhi, sư phụ ở trong này. Nghe thấy giọng nói của kiếm chủ bất diệt, Diệp Bắc Minh rất kích động, bất diệt sư phụ, thần hồn của các sư phụ đều ở trong đó sao? Kiếm chủ bất diệt trả lời, chúng ta rất may mắn, ngôi miếu thần này rất đặc biệt. Sau khi chúng ta chết, theo lý mà nói, thần hồn sẽ tiêu tán rất nhanh. Nhưng trong miếu thần có một sức mạnh cường đại, hút thần hồn của chúng ta vào. Chúng ta tìm được những bảo vật này, ký gửi thần hồn vào chúng. Có lẽ thần hồn của những sư huynh đệ khác cũng ở trong các bảo vật này. Minh Nhi, hãy mang những bảo vật này đi hết đi. Diệp Bắc Minh gật đầu, được ạ. Anh túm lấy một đan đỉnh màu đen. Giọng của đan đế bất hủ truyền tới, thằng nhóc kia, đừng quấy rầy thầy mày ngủ. Ha ha, được ạ. Diệp Bắc Minh cười to. Anh thu đan đỉnh vào tháp càn khôn chấn ngục. Tốc độ của anh rất nhanh, thu hết phần lớn bảo vật vào tháp càn khôn chấn ngục. Gần như mỗi món bảo vật đều có thần hồn của một sư phụ ký gửi. Bên dưới bậc thềm, đám lão già kia đỏ mắt, con mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhìn thằng nhãi kia lấy tất cả bảo vật đi sao? Tiếp tục ủng hộ mitiuyensot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Ha ha, hay ông vượt qua đường kẻ lên cướp xem. Ông già bên cạnh cười nhạt. Ông già vừa nói cứng miệng không trả lời được, không nói được câu nào. Cái chết của Lục Hồng Sơn còn sờ sờ trước mắt, tạm thời không ai dám chọc giận sát thần kia. Lâm Bách Hùng đi tới cạnh Tần Hồng Bân, ông Tần. Ông cam tâm cứ thế từ bỏ những bảo vật đó sao? Tần Hồng Bân nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh, tôi nằm mơ cũng muốn thằng danh đó chết, nhưng ông cũng thấy thực lực của nó rồi đó. Lão Phu không nắm chắc 100% giết được cậu ta. Lão ta lắc đầu, không muốn mạo hiểm. Nếu không thể nào nhổ cỏ tận gốc, sau này sẽ có hại. Lâm Bách Hùng cười nói, không phải chúng ta có tiền cược sao? Ồ! Tần Hồng Bân cau mày. Lâm Bách Hùng liếc qua Nhan Như Ngọc, Diệp Tiêu Tiêu và Đế Khởi Ba. Tần Hồng Bân lập tức hiểu, hai người bỗng bắn ra ngoài. Họ lập tức tới trước mặt ba người. Ông muốn làm gì? Ba cô gái sợ hãi lùi về phía sau. Trong mắt Tần Hồng Bân hiện lên hung quang, mượn mạng của các người để dùng. Dứt lời, hai người cùng ra tay, túm vào cổ ba người. Lão ta nhìn Diệp Bắc Minh trên bậc thang, Diệp Bắc Minh, nếu mày không muốn ba con đàn bà này chết. Lập tức giao ra hết bảo vật trong tay mày đi. Diệp Bắc Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Hồng Bân, tôi cho ông một cơ hội, thả ba người họ ra. Tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, tôi thề sẽ diệt hết nhà họ Tần của Thái Cổ. Tần Hồng Bân suýt chút nữa cười ra nước mắt, ha ha ha. Diệt hết nhà họ Tần của Thái Cổ sao? Thằng nhãi, mày có biết nhà họ Tần có bao nhiêu nội tình không? Đừng nói là một mình Diệp Bắc Minh mày, dù thêm 10 Diệp Bắc Minh, 100 Diệp Bắc Minh. Đừng nói là diệt nhà họ Tần Thái Cổ, cả uy hiếp nhà chúng tao cũng không được. Hiểu không? Sắc mặt Lâm Bách Hùng trở nên âm trầm, ông Tần, nói nhảm với cậu ta làm gì? Lão ta lập tức lạnh giọng quát lên, Diệp Bắc Minh. Giao tất cả bảo vật ra, còn cả thanh kiếm trong tay mày nữa. Bằng không, lão phu lập tức giết ba người này. Có điều khiến người ta ngạc nhiên. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, muốn giết cứ giết, tùy ý các người. Hả? Nhan Như Ngọc, Diệp Tiêu Tiêu và Đế Khởi La bối rối. Vì sư tỷ và vị hôn thê, Diệp Bắc Minh có thể không để ý tất cả. Ba người họ cộng lại. Người này lại không để ý chút nào sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn ba người, cô Nhan, cô Diệp, cô Đế, các người yên tâm. Nếu hai con chó già này dám giết các người, tôi đảm bảo sẽ lập tức giết chết bọn họ, trả thù cho các cô.
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thấy kỳ lạ, nhóc con, cậu không cứu bọn họ thật à? Không màng Đế Khởi La cũng được, nhưng Diệp Tiêu Tiêu là người nhà họ Diệp. Nhan Như Ngọc là con gái của một sư phụ cậu, cậu cũng không để ý sao? Diệp Bắc Minh tự tin trả lời, tiểu tháp, ông không hiểu. Hai lão già kia không dám giết bọn họ đâu. Quả nhiên. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Tần Hồng Bân và Lâm Bách Hùng đều vô cùng khó coi. Tính sai rồi. Bọn họ tính toán cẩn thận, lại không tính đến chuyện Diệp Bắc Minh căn bản không bị uy hiếp. Tần Hồng Bân trợn mắt nhìn Lâm Bách Hùng, như muốn nói, xem ông đưa ra cái ý kiến chết tiệt gì đi. Sắc mặt Lâm Bách Hùng rất khó coi, lão ta đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ba người phụ nữ này, giết không được, thả cũng không xong. Ban nãy bắt họ làm con tin, giờ lại thành củ khoai nóng bỏng tay. Ở chỗ tối, nữ hoàng Tu La sửng sốt, thằng nhóc này, lại không bị uy hiếp. Khá hợp với khẩu vị của mình đấy. Ma khí lăn lộn, cô ta xuất hiện trước mắt mọi người. Ba cô gái này, tôi bảo vệ. Mắt Tần Hồng Bân và Lâm Bách Hùng co rút lại, nữ hoàng Tu La, cô. Sao, hai người có ý kiến à? Một đợt sóng uy áp lớn tấn công tới, hai người phun ra một ngụm máu tươi. Không, không. Lão ta buông ba người ra, lùi về sau như gặp ma. Nữ hoàng Tu La không nhìn họ, ánh mắt nhìn đến cái hộp màu đen trên đỉnh đài cao. Như cảm nhận được ánh mắt của nữ hoàng Tu La, cái hộp màu đen vốn ảm đạm không ánh sáng bỗng rung mạnh. Cái hộp như suối nguồn, ma khí tuôn ra ngoài. Đây là... Cơ thể Diệp Bắc Minh run lên, không hiểu sao máu trên người lại sôi trào. Ma long màu đen sau lưng anh cũng nóng nảy, không ngừng gào thét. Gương mặt nữ hoàng Tu La mừng như điên, ma tỷ. Quả nhiên mày ở đây. Ma tỷ. Mặt Diệp Bắc Minh đầy khiếp sợ. Tử Long từng nói với anh, chỉ cần tìm được ma tỷ sẽ cứu được cha. Hóa giải nguy cơ của thiên ma tộc. Diệp Bắc Minh bước lên. Đi lên đỉnh đài, giơ tay ra bắt lấy ma tỷ. Hừ. Nữ hoàng Tu La hừ lạnh, nháy mắt xuất hiện phía trước Diệp Bắc Minh, nhóc con, vật này mà cậu cũng dám nhòm ngó à? Cút ngay. Một tiếng khẽ quát, Diệp Bắc Minh cảm thấy một sức mạnh kinh khủng truyền tới. Bộp. Anh bị đánh bay ra ngoài, cánh tay hơi tê. Anh biết nữ hoàng Tu La đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không, một kích đó đã đủ để khiến anh nổ tung. Ma tỷ, rốt cuộc cũng lấy được, Tu La tộc của ta mới là hoàng tộc duy nhất của ma giới. Nữ hoàng Tu La kích động cả người run rẩy, thở dồn dập. Cô ta đưa tay ra bắt lấy ma tỷ. Vèo. Một huyết ảnh lướt qua, nữ hoàng Tu La túm vào không khí, thật to gan, chuyện của Tu La tộc mà ngươi cũng dám nhúng tay vào à? Anh là ai? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi hạ xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh, đồ đệ ngoan, nhận lấy. Người đó ném cái hộp màu đen cho Diệp Bắc Minh. Mắt nữ hoàng Tu La sầm xuống, anh là sư phụ của Diệp Bắc Minh. Mọi người ở đó đều sửng sốt. Sư phụ của Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ người này chính là đại năng thái cổ? Đám người Tần Hồng Bân, Lâm Bách Hùng, Diệp Nguyệt Thiền, Diệp Thương Thiên. Tất cả đều hướng ánh mắt vào người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng ngẩn ra, người là. Người đàn ông trung niên hơi buồn bực, thằng nhóc thối, bổn đế đã sóng vai tác chiến với cậu nhiều lần như thế. Tôi một lòng muốn nhận cậu làm đồ đệ, cậu lại thà chết cũng không đồng ý. Bây giờ còn dám quên mất bổn đế, cậu đúng là lòng lang dạ sói mà. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Kích động suýt chút nữa nhảy cẫng lên, mẹ nó. Long đế, là ông. Ha ha ha. Long đế cười to, thằng nhóc thối, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi. Mặt Diệp Bắc Minh đầy khiếp sợ, ông đã khôi phục cơ thể rồi sao? Mặt Long đế đầy cao ngạo, bổn đế là ai cơ chứ? Chỉ cần thần hồn thoát khỏi trói buộc, chuyện khôi phục thể xác chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Bắc Minh vừa định mở miệng. Cảm giác nguy cơ đột nhiên tấn công tới. Giây tiếp theo. Nữ hoàng Tu La giống như U Linh, xuất hiện trước mặt anh, vươn tay về phía cái hộp màu đen.
Long đế quả quyết ra tay, chặn phía trước Diệp Bắc Minh, nữ hoàng Tu La, đây là thứ đồ đệ của tôi cần. Cút! Nữ hoàng Tu La hét lớn, ma tỷ, bổn hoàng là tình thế bắt buộc. Một cỗ khí tức hoàng giả đột nhiên tản ra, móng tay hóa thành xương trắng, đánh về phía tim của Long đế. Thứ này, đồ đệ của tôi muốn. Long đế đánh ra một quyền, khí lãng lăn lộn ra ngoài như núi lửa. Khí thế của nữ hoàng Tu La tăng vọt, thân thể lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, kẻ ngăn cản bản hoàng, chết. Long đế không cam lòng yếu thế, lao tới như thiên thần hạ phàm, cả đời Long đế tôi chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Giết! Chiến đấu! Hai người lao vào chiến đấu. Trong cung điện bằng đá, giờ phút này sóng gió mãnh liệt, lực lượng lúc chiến đấu của Long đế và nữ hoàng Tu La cực kỳ khủng bố. Mặt đất ầm ầm nổ tung, không trung sấm sét đùng đoàng. Ánh lửa ngút trời, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người đều bị hơi thở khủng bố kia ép đến xó xỉnh. Khắp kho báu vật của điện đá lập tức biến thành địa ngục Tu La. Đột nhiên, giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục ngưng trọng, nhóc, lại có người tiến vào thần miếu. Thực lực rất khủng bố, tốc độ nhanh chóng đi về phía này. Diệp Bắc Minh giật mình, ở đâu? Đã đến rồi. Tháp càn khôn chấn ngục vừa dứt lời. Hơn 10 lão già đột nhiên xuất hiện, chia thành hai nhóm, một nhóm đi thẳng tới trước mặt Long đế. 6 người cùng nhau tấn công Long đế, chỉ chớp mắt Long đế đã máu me đầm đìa. Chấm chấm chấm. 8 người còn lại vây quanh nữ hoàng Tu La. Nữ hoàng Tu La hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, qua 10 hiệp, cô ta bị một kích liên thủ của 8 người đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập xuống mặt đất, vô cùng chật vật. Bốp 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 bốp. Tiếng vỗ tay chợt vang lên. Mọi người bên trong cung điện đá đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới. Sát ý trong mắt Diệp Bắc Minh tăng vọt, là hắn ta. Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của nữ hoàng Tu La thì độc ác nói, nữ hoàng Tu La, cô cũng có ngày hôm nay. Vừa rồi không phải cô rất trâu bò sao, lão tổ nhà họ Phương tôi đến, cô cũng không nể tình. Hiện tại lão tổ nhà họ Phương tôi đang ở đây, sao cô lại nằm dạp trên mặt đất thế? Nữ hoàng Tu La quát lạnh, nhục nhã bản hoàng, muốn chết. Cô ta đột nhiên bùng nổ, lao thẳng về phía Phương Nguyên. Còn dám ra tay, quỳ xuống cho lão phu. Phương Tam Dương bay thẳng lên không trung, trong tay nhiều thêm một cây roi bằng thép. Quất xuống một tiếng chát. Tia lửa điện lóe lên. Ầm. Nữ hoàng Tu La như bị sét đánh, hung hăng nện xuống mặt đất, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt cô ta tràn ngập nhục nhã, gầm nhẹ, nhà họ Phương, các người thật sự muốn đối địch với Tu La tộc. Cô ta nhìn chằm chằm vào ba lão già dẫn đầu. Phương Tam Dương. Phương Vô Đạo. Phương Cửu Lê. Thực lực của ba người này là kinh khủng nhất, vừa rồi chính bọn họ đã khiến nữ hoàng Tu La bị thương nặng. Khuôn mặt già nua của Phương Vô Đạo vô cùng lạnh lẽo Tu La tộc. Rác rưởi gì đây? Đợi chương mới up lên đã bạn nhé. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể đọc truyện khác hoặc tham gia Facebook group, đọc truyện miễn phí mãi mãi để tán gẫu nha. Lịch up chương mới. Phương Cửu Lê cười lạnh, hôm nay chuyện này không liên quan gì đến cô nằm sấp xuống là được. Phương Nguyên cười trên sự đau khổ của người khác, lão tổ, thanh kiếm kia ở trong tay thằng này. Rồi chỉ vào Diệp Bắc Minh. Phương Tam Dương liếc mắt, trực tiếp duỗi tay ra chụp xuống đầu Diệp Bắc Minh, cảnh giới vực phương. Phế vật gì vậy? Mạng của cậu, tôi muốn. Đồ nhi, cẩn thận. Long đế quát lớn, ánh sáng đỏ trên người tăng vọt. Tránh thoát trói buộc của mấy người kia, ông ta bước đến trước người Diệp Bắc Minh, ngăn cản một kích này cho anh. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Diệp Bắc Minh cảm thấy nội tạng đau nhức kịch liệt, áo giáp hắc long trên người sáng lên. Long đế phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải Diệp Bắc Minh đỡ ông ta, e rằng sẽ ngã ngồi trên mặt đất. Long đế, ông. Diệp Bắc Minh biến sắc. Ngũ tạng lục phủ của Long đế đã vỡ nát. Dựa vào một hơi gắng gượng. Anh hơi cảm động, vì sao ông phải làm như vậy? Long đế cười, bản đế nhìn chúng thiên phú của cậu,
chuyện mà tôi không làm được, cậu nhất định có thể làm được. Cho nên, tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ. Nhóc, cậu không thể đồng ý với tôi sao? Cầu xin cậu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ông đã vì tôi làm đến nhường này, tôi từ chối thế nào được? Được, bắt đầu từ hôm nay, ông chính là người sư phụ thứ 104 của Diệp Bắc Minh tôi. Long đế sững sờ, 104, muốn ông chết. Ha ha ha. Ông ta ngửa mặt lên trời cười to, ý trời, đây quả thật là ý trời mà. Hôm nay, vi sư chết vì con thì sao chứ? Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, sư phụ Long đế. Không cần nhiều lời. Long đế lắc đầu, giọng nói ngưng trọng, đồ nhi, cho ta mượn kiếm càn khôn chấn ngục dùng một lát. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, gì cơ ạ? Long đế mỉm cười, đồ nhi, con quên rồi sao? Ta chính là chủ nhân trước của tòa tháp này. Chấm chấm. Chấm chấm. Diệp Bắc Minh sững sờ, không chút do dự đưa kiếm càn khôn chấn ngục cho Long đế. Đôi mắt Long đế nóng bỏng, nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục, đồ nhi, xem vi sư giết kẻ địch thế nào. Long đế quyết. Dứt lời, chân nguyên của Long đế điên cuồng tràn vào kiếm càn khôn chấn ngục. Chấm chấm. Trong chớp mắt tiếp theo. Sát khí xung quanh tăng vọt, một sức mạnh sát phạt cực kỳ khủng bố bộc phát, bẻ gãy nghiền nát chém về phía hơn 10 người lão già nhà họ Phương. Tiếp tục ủng hộ metiuyenshot.com.vn ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Lui. Phương Vô Đạo hét lớn một tiếng. Hai người Phương Tam Dương và Phương Cửu Lê nhanh chóng phản ứng, cấp tốc lùi lại. Những lão già khác của nhà họ Phương chậm hơn một chút, kiếm khí đỏ như máu đánh úp lại. Trong đó, thân thể của năm lão già lập tức tan rã như băng tuyết gặp được ánh nắng. Những lão già còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi. Đám người nhà họ Phương hít ngược một hơi khí lạnh. Phương Tam Dương kiêng kỵ nhìn Long Đế, lực lượng thật là mạnh mẽ, ông tự thiêu đốt tuổi thọ của mình để ra tay. Có điều, công kích với cường độ như vậy, nhiều nhất ông còn có thể bùng nổ được hai lần. Chẳng lẽ ông thật sự không sợ chết, thân là người tu võ mới có được thực lực hiện tại, làm gì phải không công chịu chết chứ? Giữ lại mạng sống, theo đuổi thành tựu võ đạo cao hơn không tốt sao? Phương Tam Dương chỉ vào cửa lớn của điện đá, rồi chỉ thanh kiếm càn khôn chấn ngục trong tay Long Đế, tôi dùng sơ tâm võ đạo thề, chỉ cần ông buông thanh kiếm này xuống. Tất cả mọi người của nhà họ Phương tôi có thể bảo đảm, bây giờ ông có thể lập tức rời đi. Chúng tôi sẽ không ra tay với ông. Long Đế cười nhạo, nằm mơ. Kiếm càn khôn chấn ngục vung lên, âm thanh xé rách truyền đến. Kiếm khí đỏ như máu xuyên qua không khí, chém về phía đám người nhà họ Phương. Phương Nguyên bị dọa đến run cầm cập, suýt chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Hắn ta sợ hãi trốn sau lưng một đám lão già nhà họ Phương. Đôi mắt Phương Tam Dương co rụt lại thật mạnh, thét dài, cùng nhau phòng ngự. Ứng phó hết sức. Được. Chín lão già bỗng lên, đồng loạt bước ra một bước. Sau lưng mỗi người có một hư ảnh ngân long lao ra, ngưng tụ thành một lá chắn. Tiếng loảng xoảng thật lớn vang xa, kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống lá chắn. Phụt. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba lão già chớp mắt hóa thành bãi xương máu, mấy người còn lại cũng bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Sư phụ. Diệp Bắc Minh nắm chặt hai tay, kích động đến mức máu sôi sùng sục. Đây mới là uy lực thật sự của kiếm càn khôn chấn ngục. Phương Tam Dương lau đi máu tươi ở mép, ánh mắt oán độc, lão già, ông liều mạng thật đấy. Sắc mặt Phương Vô Đạo u ám đến cực điểm, nhị ca, đừng lãng phí thời gian. Mọi người cùng nhau ra tay, ông già này đã hai lần liên tục toàn lực ra chiêu, lần thứ ba sẽ không nhanh như vậy. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để chém chết ông ta. Giết! Đồng loạt gầm thét. Sáu người cuối cùng không hề do dự lao thẳng đến chỗ Long Đế. Long Đế duỗi kiếm đón đỡ, hóa giải đòn tấn công chính diện của Phương Tam Dương. Phương Vô Đạo nghiêng người, đánh úp lại một thương, bụng Long Đế lập tức bị xuyên qua. Long Đế chặt đứt trường thương, một trường của Phương Cửu Lê chụp tới. Ý lạnh kinh khủng ập đến,
trong không khí ngưng kết một lớp sương lạnh, hóa thành một chưởng bằng băng lớn rơi xuống. Long đế đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm vang dội. Răng rắc, một chưởng bằng băng kia nổ tung. Lúc này, ba lão già khác của nhà họ Phương mò ra phía sau Long đế. Bọn họ đồng loạt ra tay, một kích toàn lực. Ầm. Long đế bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh lập tức tiến lên, nâng Long đế dậy, sư phụ, mau ăn vào những đan dược này. Sắc mặt Long đế trắng bệch, con người già nua tràn ngập tơ máu, nhưng vẫn cười đáp, đồ nhi, ta vẫn còn chịu đựng được. Chịu đựng được, lão già, lão phu muốn nhìn xem ông dùng cái gì để tiếp tục. Biểu cảm của Phương Tam Dương lạnh lẽo, chợt dẫm chân thật mạnh. Sau lưng ông ta xông ra một hư ảnh ngân long, như một viên sao băng lao thẳng về phía Long đế. Giết! Năm người Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê liếc nhìn nhau, đồng thời triệu hồi ra hư ảnh ngân long, hung hãn ra tay. Sáu người đồng thời đánh úp lại, phong tỏa tất cả đường lui của Long đế và Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, ngăn trước người Long đế, sư phụ, để con. Long đế cười lắc đầu, nào có sư phụ nào để đồ đệ ngăn trước mặt mình chứ? Ông ta tiện tay đẩy Diệp Bắc Minh ra sau lưng mình, quay đầu nhìn anh thật sâu, đồ nhi, ta đã từng nói chỉ cần con bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cho con chiêu thức cuối cùng của Long đế quyết. Chấm chấm. Lúc trước đánh chết con cũng không đồng ý, hôm nay ta cuối cùng cũng được như ước nguyện. Con hãy nhìn kỹ. Chiêu thức cuối cùng của Long đế quyết. Dưới chân ông ta bỗng nhiên dừng lại, cửu tiêu, đồ long. Giờ phút này, Long đế thiêu đốt máu của mình, thân thể bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Một con huyết long xông ra từ trong ngọn lửa, cuốn lên kiếm càn khôn chấn ngục, chém về phía sáu người. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Phương Tam Dương lạnh ngắt cả người, đù. Ông ta cứ thế mà thiêu đốt tất cả tuổi thọ của mình. Mẹ, ông ta thật sự không sợ chết. Ông ta là kẻ điên sao? Rút lui, mau rút lui. Tiếng gào thét xé ruột xé gan. Sáu người như phát điên, cấp tốc lui lại, đáng tiếc đã trễ. Ầm ầm, cả tòa thần miếu rung mạnh, bên trong cung điện bằng đá bộc phát ánh sáng trắng tận thế. Hai mắt mọi người mù tạm thời, không thấy cái gì hết. Đợi đến khi bọn họ mở mắt ra lại, sáu lão già của nhà họ Phương chỉ còn mỗi Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê. Phùng Tam Dương và ba lão già khác đã biến mất không thấy tăm hơn. Anh hai. Phương Vô Đạo gào lên đau đớn. Cả người Phương Vô Đạo đầm đìa máu tươi, một cánh tay đã biến mất, một cái chân đã bị gãy. Phương Cửu Lê cũng vô cùng thê thảm, nửa người dưới đã không thấy đâu nữa. Nhìn sang Long đế, ông ta đã thiêu đốt máu thịt, hóa thành đống tro tàn. Kiếm càn khôn chấn ngục ngay bên cạnh. Diệp Bắc Minh đau xót nói, sư phụ Long đế. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, nhóc à, thần hồn của Long đế còn đang ở trong cung điện đá. Sử dụng thần ma chi nhãn để tìm vị trí của ông ta đi. Diệp Bắc Minh chợt nghĩ, thần ma chi nhãn xuất hiện giữa mi tâm. Soạt. Ánh mắt anh tập trung vào đài cao như kim tự tháp kia. Thần hồn của Long đế đã nằm ở hướng đó, Diệp Bắc Minh đuổi theo nó không hề do dự. Thậm chí anh còn chả thèm thu hồi lại kiếm càn khôn chấn ngục. Phương Vô Đạo thấy thế bèn quát lớn, Phương Nguyên, mau cần thanh kiếm kia tới. Hả, Phương Nguyên nhanh chóng phản ứng lại, vâng ạ. Hắn ta nhanh chóng xông lên, đỏ mắt tóm lấy kiếm càn khôn chấn ngục, có cảm giác như mình đã nắm được luồng sức mạnh vô địch thiên hạ. Kiếm tốt, quả nhiên là kiếm tốt. Chỉ cần có được thanh kiếm này, Phương Nguyên mình cần gì băn khoăn về con đường tu võ nữa chứ? Ha ha ha, giờ nó là của mình rồi. Diệp Bắc Minh bước tới chỗ thần hồn Long đế. Lúc này, giọng của tháp càn khôn chấn ngục bỗng vang lên, nhóc à, áo giáp Hắc Long có thần tính rồi. Sử dụng áo giáp Hắc Long để thu hồi thần hồn của Long đế, một ngày nào đó có thể giúp ông ta sống lại. Diệp Bắc Minh chợt nghĩ, áo giáp Hắc Long xuất hiện trong tay mình. Sư phụ Long đế, tiến vào áo giáp Hắc Long đi ạ. Thần hồn của Long đế sửng sốt rồi hóa thành một tia sáng chui vào áo giáp Hắc Long. Cùng lúc đó, sau lưng anh vọng tới tiếng cười cuồng loạn hung tợn, đồ chó chết, con mẹ mày đi chết đi.
Hai tay Phương Nguyên nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục đánh lén sau lưng anh. Diệp Bắc Minh, cẩn thận. Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu đồng thanh hét lên. Trái tim Diệp Nguyệt Thiền như bị bóp chặt, phẫn nộ hét to, đồ khốn nạn, Diệp Bắc Minh cẩn thận sau lưng. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một cái hòm máu đen trong ngực Diệp Bắc Minh bỗng vỡ ra. Một hòn đá đen tuyền bay ra ngoài. Luồng ma khí lan ra khắp nơi, chín con ma long màu đen cùng gào thét, gầm gừ. Hai tay của Phương Nguyên tan nát thành bãi máu thịt tung bay đầy trời. Kiếm càn khôn chấn ngục bay ra ngoài rồi nện mạnh xuống đất. Đó là gì thế? Người ở dưới đài đều kinh hãi. Cơ thể nữ hoàng Tu La run lên, ma tỷ chủ động bảo vệ chủ nhân sao? Cậu ta, chính là người định mệnh. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh cầm ma tỷ, xoay người nhìn xuống dưới đài. Đôi mắt anh đen láy, ánh mắt trông hệt như của thần chết. Anh thốt ra một giọng không chút cảm xúc, ma đế giáng chấn, chúng sinh phục tùng, quỳ xuống. Ma tỷ kìa, nó lại ở trong thần miếu này sao? Phương Vô Đạo chợt hiểu, chẳng trách ở trận đại chiến ấy lại có nhiều người tới đây, hóa ra là vì thế. Bảo vật tối thượng của ma giới, ma tỷ. Ma tỷ run kịch liệt, chín con ma long gào thét. Ngay sau đó, từ trong ma tỷ truyền tới một giọng nói hoài cũ, ma tỷ xuất hiện, sứ mệnh của thần miếu đã hoàn thành. Tiếng răng rắc vỡ nát vang lên khắp bốn phía. Mọi người khiếp hãi phát hiện, trên vách tường cung điện đá xuất hiện vết nứt. Rầm, rầm, rầm. Trên đỉnh cung điện đá, từng hòn đá rơi xuống chóng mặt nhanh như sao xẹt, nháy mắt hàng chục người tu võ đã bị đè nát. Tần Hồng Bân không hề do dự chạy nhanh ra ngoài cung điện bằng đá kia, nguy rồi, cung điện bằng đá sắp sụp rồi, đi mau. Mẹ kiếp, bảo bối gì cũng không có mà còn phải chôn thây ở đây hả? Khốn thật, làm nhảm gì nữa, chạy mau đi. Vô số người tu võ ào ào chạy ra ngoài cung điện đá như phát điên. Trên đài cao, Diệp Bắc Minh vẫn đứng đó mặc cho đá đang rơi xuống bên cạnh. Nhan Như Ngọc kêu to, Diệp Bắc Minh, cậu còn đứng đó làm gì nữa? Thần miếu sắp sụp rồi, mau chạy. Diệp Bắc Minh thở ơ. Cô ta cắn răng, dẫm chân bay tới đài cao. Nữ hoàng Tu La bước tới ngăn cản cô ta, giữ chặt bả vai rồi nói, cậu ta không sao đâu, các người đi theo tôi. Nháy mắt ba người Nhan Như Ngọc, Diệp Tiêu Tiêu và Đế Khởi La biến mất. Diệp Bắc Minh, lão tổ cứu cậu ta một mạng với. Diệp Nguyệt Thiền hơi lo âu. Diệp Thương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh trên đài cao, Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Tất cả người của nhà họ Diệp Thái Cổ nghe lệnh, nhanh chóng rời khỏi thần miếu. Lão ta tóm cổ tay Diệp Nguyệt Thiền rồi lao nhanh tới cửa cung điện đá. Đợi đến khi tất cả mọi người đều chạy ra khỏi thần miếu, bọn họ quay đầu lại nhìn, tất cả đều sững sờ. Cả thần miếu đổ sụp, hoàn toàn biến mất. Ngay ở đó chỉ còn lại một cái lốc xoáy đen ngòm đáng sợ. Nó trông như một cái động màu đen không đáy, nuốt chửng hết mọi thứ. Mắt Phương Vô Đạo đỏ ngầu, chết tiệt, thương vong giờ rất nghiêm trọng. 14 cao thủ cảnh giới siêu phàm đã chết mất 12 người giờ chỉ còn 2 người bọn họ. Thương vong quá nghiêm trọng. Phương Cửu Lê lắc đầu nói, may là chúng ta đã lấy được thanh kiếm này. Họ nhìn chằm chằm vào kiếm càn khôn chấn ngục, có thanh kiếm này, nhà họ Phương chúng ta còn lo gì nữa? Soạt, soạt, soạt. Sau đó, vô số ánh mắt tập trung vào ba người họ. Phương Vô Đạo quát khẽ, đi mau. Bọn họ lê lết cơ thể trọng thương của mình rời đi một cách chật vật. Có mấy lão già âm thầm lén theo sau bọn họ. Những người tu võ còn lại không quan tâm tới họ mà chỉ nhìn chằm chằm vào lốc xoáy đen ngòm đằng trước. Bỗng nhiên, có người thắc mắc hỏi, Diệp Bắc Minh đâu rồi? Sao cậu ta không ở đây? Hình như là không đi ra. Thần miếu sụp đổ hóa thành hư vô, thằng nhóc kia chết rồi, có người lắc đầu than thở. Cậu ta chết rồi à? Ai nấy ở đây cũng hoảng hốt. Có người vỗ tay vui mừng, có người lại âm thầm lắc đầu tiếc nuối. Tên này quá nghịch thiên, nếu hy sinh như vậy thật đáng tiếc làm sao?
Diệp Nguyệt Thiền cảm thấy hơi mông lung, lão tổ, cậu ta đã chết thật rồi à? Diệp Thương Thiên quan sát lốc xoáy đen ngòm kia, gật đầu chắc nịch, sức mạnh không gian bị bóp méo, đến cả thần miếu ở đây cũng bị tan biến theo đó. Cho dù Diệp Bắc Minh có thủ đoạn nghịch thiên đến đâu chăng nữa thì cũng phải chết mà thôi. Mặt mày Tần Hồng Bân trắng bệch, cuối cùng thằng oát kia cũng chết, chỉ tiếc cho đám bảo bối trên người cậu ta thôi. Lâm Bách Hùng nghiến răng nói, mẹ kiếp, lão phu hận thằng chó ấy thấu xương. Cậu ta chết rồi thì để người nhà cậu ta bù đắp lại mối hận này cho lão phu. Chấm chấm chấm. Tin tức ấy lan truyền khắp thế giới cao võ. Tổng viện giám sát, trong đại điện. 99 vị cường giả thái cổ bị sát hại, Diệp Bắc Minh bỏ mạng ở chiến trường thái cổ. Tin tức rúng động ấy nháy mắt đã lan truyền khắp nơi, Diệp Thanh Lam nhận được tin sốc nặng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn kỹ đi. 9 vị sư tỷ chảy lệ, ai nấy đều đỏ mắt. Không thể nào có chuyện đó. Mắt Diệp Thanh Lam đỏ ngầu, sao Minh Nhi lại chết? Sao Minh Nhi lại chết được chứ? Sao Minh Nhi lại chết được chứ? Bà không thể chấp nhận chuyện đó được, lòng đầy tuyệt vọng, là giả, tất cả là giả, tin tức đều là giả. Vương Như Yên run rẩy, đúng, 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 chắc chắn tin tức ấy là giả. Mặt Lục Tuyết Kỳ tái nhợt, tiểu sư đệ chưa chết đâu, không thể nào đâu. Chắc chắn là có người truyền tin sai, Liễu Như Khanh lắc đầu. Tôi phải đến chiến trường thái cổ, tôi không tin tiểu sư đệ đã chết. Lại càng không tin có ai có thể giết sư phụ của chúng ta, Chu Lạc Ly đứng ngồi không yên. Các sư tỷ thấy thế, đều gật đầu. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đi vào đại điện. Cô ấy thẫn thờ như cái xác không hồn. Đại sư tỷ. 9 vị sư tỷ chạy tới, đại sư tỷ về rồi, thật may quá. Tiểu sư đệ đâu rồi? À này đại sư tỷ, tiểu sư đệ đâu rồi? Chúng ta vừa mới nghe tin rằng tiểu sư đệ đã qua đời, các sư phụ cũng đã tử trận ở chiến trường thái cổ. Ha ha ha, đại sư tỷ tất cả đều là giả phải không? Đối diện với câu hỏi của 9 vị sư muội, nước mắt Lạc Khuynh Thành bất giác rơi xuống, quả thật. Các sư phụ đã tử trận. Tiểu sư đệ, hu hu hu. Cô ấy lấy ra một miếng hồn ngọc. Ngay khi thấy hồn ngọc, lòng 9 vị sư tỷ như chết lặng. Tuy rằng hồn ngọc không bị nứt nhưng ánh sáng trên đó đã ảm đạm hơn nhiều. Chứng tỏ nó đã mất liên hệ với Diệp Bắc Minh, đủ để chứng minh rằng tiểu sư đệ đã. Diệp Thanh Lam gầm nhẹ, không, con tôi không chết, Minh Nhi chưa chết. Lúc này, một giọng nói rét lạnh truyền tới, không, con trai bà đã chết rồi. Hơn 10 bóng dáng thân quen tiến vào đại điện, Diệp Thanh Lam, nếu Diệp Bắc Minh đã chết thì các người cũng không cần phải ở lại Tổng viện giám sát đâu nhỉ. Để bọn tôi ra tay hay là các người tự cút, hả? Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, chiến trường thái cổ, trong đống đổ nát. Sau khi thần miếu biến mất, Diệp Bắc Minh bị hút vào trong lốc xoáy. Luồng sức mạnh khủng khiếp xé rách cơ thể gần như nghiền nát cơ thể anh, tiểu tháp, nơi đây rất nguy hiểm, có cách nào rời khỏi đây không? Hình như tôi không kiên trì được bao lâu nữa. Sức mạnh càn quét bừa bãi, không hề tuân theo quy tắc nào. Chúng nghiền nát xé rách tất cả mọi thứ tiến vào lốc xoáy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười to, ha ha ha, nhóc con, nếu không có bổn tháp thì cậu lâm nguy thật đấy. Nhưng mà có bổn tháp ở đây. Trong đống hỗn độn ấy có một vật đại bổ năng lượng đó. Chỉ cần cắn nuốt bọn họ thì bổn tháp có thể khôi phục một phần sức mạnh đã mất. Đến khi đó, trên trời dưới đất tùy ý cho bổn tháp tung hoành ngang dọc. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kiêu ngạo nói, vô địch thật sự. Diệp Bắc Minh quát khẽ, vậy ông còn đợi gì nữa? Cắn nuốt cho tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười bảo, như cậu mong muốn, cắn nuốt. Dứt lời. Tất cả năng lượng trong lốc xoáy cuồn cuộn trào về phía Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Cùng lúc đó, Tổng viện giám sát. Sắc mặt Diệp Thanh Lam tái mét, Bạch trưởng lão, con tôi chưa chắc đã qua đời đâu. Các người vội vàng đuổi chúng tôi đi như vậy à? Một lão già mặc áo bào tím suy tư nói, chưa chắc qua đời hả? Sau khi tên xúc sinh Diệp Bắc Minh kia đến Tổng viện giám sát,
bầu không khí cả học viện luôn âm u xám xịt. Nếu không phải ngại thực lực của tên oát kia quá đáng sợ thì chúng ta đã đuổi cổ các người đi từ lâu rồi. Bây giờ mới đuổi các người đã nể mặt các người lắm rồi đó. Dứt lời, hơn 10 ông lão bước ra khỏi hàng, hét còn không mau cút đi. Mau rời khỏi tổng viện giám sát, mau cút khỏi đây. Nơi đây không chào đón các người. Một lũ phế thải của hoa tộc mà cũng dám chiếm nhiều tài nguyên tu võ của tổng viện giám sát như vậy, các người xứng hả? Diệp Thanh Lam giận dữ hét lên, các ông. Cả bọn trừng mắt, xông pha lý luận với người của tổng viện giám sát. Hầu tử chửi ầm lên, con mẹ nó, lũ chó già các ông. Khi người anh em tôi ở đây, thực lực và danh tiếng của anh ấy đã giúp tổng viện giám sát có biết bao nhiêu thế lực thuần phục hả? Bây giờ có tin người ta chết, các ông trở mặt ngay vậy hả? Sắc mặt bạch trưởng lão trầm xuống, nhóc con, cậu chán sống rồi à? Hầu tử gầm lên, địch mợ nhà ông, ngon thì tới đây giết tôi đi. Cậu! Bạch trưởng lão đang định ra tay, Tử Long đã bước vào đại điện. Đám lão già kia thấy Tử Long bèn lùi về sau. Nếu không có Tử Long, bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Tử Long không đếm xỉa tới người của Tổng viện giám sát mà đi thẳng tới chỗ Diệp Thanh Lam, chị dâu, kẻ địch đến, mau đi thôi. Diệp Thanh Lam sửng sốt, cái gì? Tử Long lắc đầu đáp, có hai luồng khí tức rất mạnh đang lao tới đây, mọi người đi trước đi. Vừa dứt lời, trên trời cao vọng xuống một giọng nói lạnh như băng, mẹ và sư tỷ của thằng oát kia đều ở đây hết nhỉ. Ha ha, thằng oát kia tưởng chết là xong chuyện à, để mẹ và sư tỷ của cậu ta đến bù đắp tội lỗi đi. Một giọng nói tàn độc vọng xuống. Hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ ập tới. Tử Long kinh hãi, các ngươi đi trước đi. Một quyền giáng xuống phá tan đại điện. Chấm chấm chấm. Lúc này, tháp càn khôn chấn ngục vẫn đang hấp thu sức mạnh hỗn độn. Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày, tiểu tháp, đã 7 ngày rồi, còn bao lâu nữa? Tháp càn khôn chấn ngục đáp, nhóc à, cho tôi chút thời gian đi. Bổn tháp cần thời gian để chữa thương. Hơn nữa ở đây có nhiều lực hỗn độn lắm, nếu hấp thu hết phải mất khoảng đâu đó 2 năm rưỡi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi đổi, 2 năm rưỡi sao? Tiểu tháp. Cần nhiều thời gian vậy luôn à? Đúng thế. Chết tiệt. Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm, tiền bối Tử Long nói với tôi rằng Ma Uyên không thể chịu nổi 2 năm rưỡi nữa. Hơn nữa, nếu 2 năm rưỡi tôi vẫn luôn không ra mặt, người ngoài sẽ cho rằng tôi đã qua đời. Mẹ và các sư tỷ phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh quát, tiểu tháp, mau hấp thu chúng. Đại lục cao võ, bên một vách núi. Cả bọn Diệp Thanh Lam chạy trối chết đến đây một cách chật vật. Liễu Như Khanh lấy ra một viên đan dược, chủ mẫu, hồi phục chút vết thương thôi. Mắt Diệp Thanh Lam đỏ ngầu vươn đầy tơ máu, mặt bà tiều tụy, liếc mắt nhìn thoáng qua mọi người, các cháu đi trước đi, bọn họ chỉ muốn giết tôi thôi. Chỉ cần các cháu chạy thì có thể giữ được mạng sống. 10 vị sư tỷ đồng loạt lắc đầu, chủ mẫu, người nói gì thế? Nếu không nhờ có người, chúng cháu đã chết từ lâu rồi, nào có ngày hôm nay chứ? Chấm chấm chấm. Diệp Thanh Lam nhìn họ rồi bảo, Thi Âm, Khinh Diên, Lệ Y, các cháu tự do rồi. Mau chạy đi, Lăng Thi Âm nghiêm nghị nói, chủ nhân, từ ngày trở thành võ đế kia, mạng của tôi là của người rồi. Ngô Khinh Diên cười u sầu, đỏ mắt nói, được làm con gái của chủ nhân rồi giờ chết cùng với chủ nhân cũng rất tốt. Trần Lê Y lắc đầu nói, tôi không sợ chết. Diệp Thanh Lam thở dài nhìn hầu tử, cháu còn trẻ, đừng bỏ mạng tại đây. Hầu tử nhếch miệng cười, dì Diệp, mẹ của người anh em cháu cũng chính là mẹ cháu. Dì có thấy ai vứt mẹ mình bỏ chạy không? Một câu ấy đã chặn hỏng Diệp Thanh Lam. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp bất thình lình vang vọng từ trên bầu trời xuống, kha kha kha, thật là cảm động quá đi. Nếu đã không định chạy thì ở lại đây hết đi. Chết cùng nhau, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có vài người bầu bạn. Mấy trăm người xuất hiện, bao vây bọn họ. Diệp Thanh Lam đứng lên phía trước che chắn, Quỷ Sát Môn, Thiên Vũ Tông,
các người không sợ con trai tôi trở về à? Một bà lão chống gậy đầu rắn cười âm hiểu nói, thằng danh con kia còn có thể sống sót trở về à? Xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu thiên tài đã bỏ mạng ở chiến trường Thái Cổ chứ? Sư phụ của thằng danh con đó cũng đã chết, cậu ta còn có thể toàn mạng à? Một lão già mặc đạo bào khinh khỉnh nói, sơn quỷ bà, nói thừa với bà ta làm gì, giết. Rồi lão già đó giơ thần kiếm lên, kiếm khí cuồn cuộn cả trời đất, hướng thẳng tới chỗ Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam hộc máu, hai tay xếp ký hiệu trong không trung. Lực lượng bùng nổ. Đùng đùng đùng, một tiếng nổ đã ngăn cản đòn đánh ấy. Nhưng giờ bà cũng bị đánh bay ra ngoài như lá rụng mùa thu. Chủ mẫu. Hai vị sư tỷ tiến lên. Tám sư tỷ khác cùng liên thủ ngăn cản người của Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông. Nháy mắt, tiếng la hét chém giết vang vọng khắp thế gian. Không có Diệp Bắc Minh, các người đều là đồ vô dụng. Sơn quỷ bà cười khẩy, dư chấn lan mạnh, mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Hầu tử tức giận gầm lên, mụ già kia, cút, chết đi. Rồi anh ta tung đâu ra 10 viên lôi bạo châu về phía sơn quỷ bà. Sơn quỷ bà lạnh lùng nhìn anh ta, chỉ là ám khí còn con mà cũng dám tổn thương tôi à. Bà ta nâng tay lên đánh trả. Sau đó, rầm, lôi bão châu nổ tung dân trời, sơn quỷ bà hét thảm, một cánh tay đã đi đời. Nửa người đầm đìa máu tươi. Người của Quỷ Sát Môn xông lên truy sát đã chịu thương vong thảm trọng. Sơn quỷ bà thở hổn hển, đồ oắt con, mày còn đáng chết hơn tên Diệp Bắc Minh kia nữa. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, đồ mụ già. Thấy bà tức hận không thể đánh chết tôi thật sướng á. Sơn quỷ bà gầm lên, chán sống à. Dù bà ta bị thương cũng muốn bầm thây hầu tử. Sắc mặt hầu tử trầm xuống, nâng tay lên tung ra hơn 100 viên lôi bạo châu, đến đây, thử sức mạnh lôi bạo châu của anh Diệp nào. Mày! Sơn quỷ bà sợ hãi lùi về sau, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hầu tử, đồ oắt con, lão đây thể phải để mày sống không bằng chết. Hầu tử khinh thường đáp lại, không dám lên thì ngậm mẹ miệng lại đi. Ánh mắt anh ta kiên định, đứng lên quay đầu quát khẽ, mọi người đi trước đi. Diệp Thanh Lam biến sắc, hầu tử, cháu định làm gì đó. Hầu tử cười sảng khoái đáp, dì Diệp, nếu hy sinh một mình cháu đổi lại tất cả mọi người đều sống. Cháu thấy trao đổi đó rất đáng giá. Hầu tử. Mọi người rung động, ánh mắt đầy chua xót. Hầu tử định dùng tính mạng bản thân để bảo vệ bọn họ. Đi mau. Hầu tử gầm lên. 10 vị sư tỷ nhìn thoáng qua anh rồi đỡ Diệp Thanh Lam tháo chạy. Đuổi theo. Lão già mặc đạo bào quát lớn. Hầu tử bước tới, lấy ra thêm 10 viên lôi bạo châu nữa, tôi cho ông đuổi cái đếch. Ầm, 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 ầm. Lôi bạo châu nổ tung, hàng chục người thu võ bỏ mạng. Lão già mặc đạo bào tức hộc máu, danh con, mày không sợ chết thật à? Chặn chúng tao lại để làm gì? Chỉ cần bây giờ mày đầu hàng, lão phu sẽ lấy sơ tâm võ đạo thể không giết mày. Hơn nữa còn sẽ cho mày gia nhập Thiên Võ Tông trở thành đệ tử của lão phu. Hầu tử mỉm cười đáp lại, chỉ là một con chó mà cũng xứng làm sư phụ của tao à? Mày chán sống rồi. Lão già mặc đạo bào tức điên xông lên. Hầu tử lấy lôi bạo châu ra nổ tung bọn họ. Lão già mặc đạo bào phun ra một ngụm máu tươi màu đen, xương sườn nứt gãy, máu tươi đầm đìa. Sơn quỷ bà giữ tợn hét, giết, giết thằng oắt con kia, kẻ nào giết được thưởng 10 viên đan dược cấp đế 9 đường đan văn. Cái gì? Mắt đệ tử Quỷ Sát Môn đỏ bừng. Hàng trăm người liều chết xung phong lên hiến máu. Hầu tử cười điên loạn, tới đúng lúc lắm, lôi bạo châu. Nổ cho tôi, nổ, nổ. Rầm, rầm, rầm. Hơn 100 viên lôi bạo châu nổ tung, tất cả những người thu võ xông lên đều hy sinh anh dũng. Ngay khi viên lôi bạo châu cuối cùng nổ tung, sát ý trong sơn quỷ bà và lão già mặc đạo bào dâng trào, oắt con, mày còn lôi bạo châu nữa không? Lão đây thề phải xé nát máu thịt của mày, nghiền nát xương cốt của mày thành cho tàn.
Bố mẹ của mày, người thân, bạn bè, tao phải tra tấn chọn chúng tới chết. Kết cục khi đắc tội bọn tao chính là thế đó. Hai người họ bước tới như thần chết. Hầu tử mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, người anh em à, tôi hết sức rồi, tôi đã không hề sợ hãi. Tôi đi theo anh đây. Vừa dứt lời, anh ta xoay người nhảy xuống vách núi. Mẹ kiếp! Sơn quỷ bà tức điên, chạy vọt tới bên cạnh vách núi nhìn xuống, sơ sẩy quá rồi. Quát con, lão còn chưa tra tấn mày đâu. Sao mày chết như vậy hả? Mau chạy xuống dưới tìm cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão già mặc đạo bào lắc đầu, ngăn cản bà ta, đây là thiên nguyên, độ sâu không thể đo được. Cho dù là bà hay tôi rớt xuống thì đều phải chết. Sơn quỷ bà thở hổn hển, để tên đó rớt núi chết như vậy quá nhân từ rồi. Lão già mặc đạo màu hờ hững nói, bỏ đi, chỉ là một con kiến mà thôi. Không cần lãng phí thời gian vì tên đó, chắc là bọn Diệp Thanh Lam còn chưa chạy xa. Sơn quỷ bà cắn răng nói, đuổi theo. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, trong thế giới bỏ túi. Một con suối trong lành chảy róc rách, hình thành lên một cái hồ nước đường kính khoảng 1 mét. Xung quanh ao nước là 100 món bảo vật xếp thành vòng. Thần hồn của 100 vị sư phụ đều ngủ say trong đó. Diệp Bắc Minh tự tay làm một tượng đài định hình linh hồn cho bọn họ. Sau khi làm xong, Diệp Bắc Minh hỏi, tiểu tháp, được chưa? Nửa năm trôi qua rồi đó. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, nhóc à, chờ tôi thêm chút nữa. Được rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Suy nghĩ anh chợt lóe, anh tiến vào trong lĩnh vực. Triệu hồi con rối hình người ra chiến đấu. Chấm chấm chấm. Thế giới tam thiên, sâu trong nhà họ Phương. Phương Nguyên cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém ngang không gian. Luồng khí hủy diệt ập tới, pháp trận phòng ngự của nhà họ Phương sáng lên, kinh thiên động địa. Lão tổ, thanh kiếm này rất mạnh. Phương Nguyên kích động nói, chẳng trách tên Diệp Bắc Minh kia lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Thì ra là nhờ thanh kiếm này nên cậu ta mới có thể khiêu chiến vượt cấp tận mấy cảnh giới lớn. Ánh mắt Phương Vô Đạo sắc bén như chim ưng, sau này thanh kiếm này sẽ là bảo vật trấn tộc của gia tộc chúng ta. Tiếc rằng để có được bảo vật ấy mà nhà họ Phương chúng ta đã phải chịu tổn thất nặng nề. Sư phụ của thằng Oát kia lại liều mạng giết nhiều thành viên của nhà họ Phương chúng ta như vậy. Anh hai của tôi chết thảm, đến xác cũng chả còn lại gì. Phương Cửu Lê bỗng nói, người nhà của thằng danh kia đâu rồi? Có đuổi cùng giết tận không? Phương Nguyên mỉm cười đáp, cháu đã sai người truy sát bọn họ rồi. Nhưng mà bọn chúng rất tinh danh, theo tin tức mới nhất, người anh em kết nghĩa của tên Oát con kia đã nhảy vực tự sát rồi. Mấy vị sư tỷ của cậu ta đã mất tích khi bảo vệ mẹ của cậu ta. Trước khi mất tích, bọn họ đã bị trọng thương, chắc là không sống nổi đâu. Còn về mẹ của tên Oát con kia vẫn còn bị truy sát. Phương Cửu Lê vỗ bàn nói, bọn họ phải chết, diệt cả họ cho lão phu. Một tên cũng không được để lại. Vâng. Phương Nguyên bình thản gật đầu rồi chuyển chủ đề, lão tổ, Túc Hoàng và cháu còn có hôn ước. Bây giờ, cơ thể của Túc Hoàng đã khôi phục rồi, vậy đã đến lúc cho chúng cháu kết hôn rồi phải không ạ? Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê nhìn thoáng qua nhau, Túc Hoàng là thần nữ của Hoàng Cực Điện, nếu vào nhà họ Phương quả thật có thể tăng thêm tiếng tăm cho nhà họ Phương. Hơn nữa, còn có thanh kiếm này nữa, nếu có thể nằm trong top 100 của Đại hội Chân Võ 2 năm sau. Phương Nguyên cười nói, lão tổ, trong cơ thể Túc Hoàng có huyết mạch Phượng Hoàng. Nếu cháu có thể giao hợp với cô ta thì rất có hy vọng tiến vào cảnh giới chân linh trước Đại hội Chân Võ. Hắn ta nắm chặt tay, còn cả thanh kiếm này nữa. Đừng nói là top 100, cho dù là top 10. Phương Nguyên cháu cũng có lòng tin. Soạt, soạt. Mắt Phương Vô Đạo và Phương Cửu Lê sáng ngời, được. Xem ra chúng ta phải đến Hoàng Cực Điện một chuyến rồi. Chấm chấm chấm. Sâu trong Hoàng Cực Điện, trong một cung điện cổ kính. Một cô gái xinh đẹp không tì vết đang khoanh chân ngồi, chân mày khẽ run. Sắc mặt cô gái thay đổi liên hồi.
hình ảnh trong đầu khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta đỏ bừng. Cánh tay mềm mại mong manh không nhịn được vuốt ve người mình. Thần nữ Túc Hoàng mở to mắt, tại sao mình lại nhớ tới mấy chuyện đó nhỉ? Cậu ta, rõ ràng cậu ta đã chết rồi mà. Chấm chấm chấm. Chẳng biết đã qua bao lâu, sâu bên trong chiến trường Thái Cổ. Cơn lốc đen ngòm kia chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, rầm, làn khí hung bạo như sóng thần trào ra càn quét khắp thế giới Thái Cổ. Thánh vực, ma giới và thế giới cao võ đều chấn động. Người của vô số thế lực đều ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc thốt lên, chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì thế? Cùng lúc đó, cơn lốc xoáy đen ngòm kia dần tan biến hóa thành một đống hỗn độn. Một người thanh niên bước ra khỏi đống hỗn loạn kia. Sau lưng anh là 9 con ma long đen tuyền gần rú liên hồi. Tay anh cầm ma tỷ, sương mù dưới chân quay cuồng. Trông anh như tử thần giáng trần. Cũng có khi giống ma hoàng thức tỉnh. Tiểu tháp, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Người thanh niên ấy chính là Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thong dong nói, cuối cùng bổn tháp đã khôi phục 1/100 sức mạnh, ma tỷ cũng nhận cậu làm chủ rồi. Bây giờ cảnh giới siêu phàm trước mặt cậu cũng chỉ là con kiến hôi. Giẫm chết lúc nào chả được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đi về trước đã, chẳng biết mẹ và các vị sư tỷ thế nào rồi. Tôi có một linh cảm xấu. Ngay khi trở lại thế giới cao võ, Diệp Bắc Minh nói, tiểu tháp, tìm kiếm nơi mẹ và sư tỷ của tôi mất tích. Được. Một lát sau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm giọng đáp, nhóc à, khí tức của mẹ và các sư tỷ của cậu biến mất rồi. Mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, những người khác thì sao? Bọn hầu tử và Lăng Thi Âm sao rồi? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp, khí tức của tất cả những người có quan hệ với cậu đều biến mất. Sắc mặt Diệp Bắc Minh u ám vô cùng, bóng người nhanh chóng biến mất. Chấm chấm chấm. Tổng viện giám sát, chủ điện. Bạch trưởng lão ngồi trên ghế tổng viện trưởng, vung bàn tay to lên, giải chúng vào đây. Vương Bình An, Hoa Côn Luân, Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt đều mang gông xiêng. Cả người họ đầy máu, bước đi khập khiễng bị áp giải vào đại điện. Ngay khi nhìn thấy Bạch trưởng lão, Vương Bình An chửi ầm lên, Bạch Hạng Minh ông bán chủ cầu vinh, chết không được tử tế. Bạch Hạng Minh cười khẩy, vung tay lên áp chế ông ta. Rầm rầm. Đầu gối Vương Bình An mềm nhũn rồi quỳ xuống như bị sét đánh. Giọng Bạch Hạng Minh lạnh như băng, Vương Bình An, ông tưởng mình vẫn còn là viện trưởng của Tổng viện giám sát à? Phục tùng lão phu không được hả? Ông chớ nên đối đầu với lão phu. Ông ta vung cú tát trời giáng. Mặt Vương Bình An đau điếng, hấp hối nằm trên mặt đất. Ông! Mắt Hoa Côn Luân đỏ ngầu, Bạch Hạng Minh, Vương viện trưởng đối xử với ông không tệ đâu đó. Vậy mà ông quyết bức người ta tới đường cùng hả? Bạch Hạng Minh cười khẩy, nếu không nhờ các người âm thầm giúp đỡ thì lão phu đã sớm giết sạch đám rác rưởi nhà họ Diệp kia rồi, lại còn khiến đại nhân trách tôi làm việc không ra gì. Hoa Côn Luân nhìn chằm chằm vào Bạch Hạng Minh, cậu Diệp không làm gì có lỗi với ông. Thậm chí còn luyện chế một đống đan dược cấp đế cho mọi người nữa. Nếu không nhờ đan dược của cậu Diệp, liệu ông có thể bước vào cảnh giới giới chủ không? Bạch Hạng Minh chế nhạo, ối chà, là tôi cầu xin cậu ta cho đan dược hả? Là tự thằng nhóc đó cho tôi mà. Hoa Côn Luân tức sôi máu, Bạch Hạng Minh ông đúng là đồ trơ cháo. Chát! Lại một cú tát giáng xuống, Hoa Côn Luân quỳ rạp xuống đất như con chó. Hoa Côn Luân, tôi nể tình ông và tôi từng là bạn bè. Giọng vô tình của Bạch Hạng Minh tiếp lời, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, đám dư nghiệt của nhà họ Diệp kia đang ở đâu? Hoa Côn Luân nghiến răng nói, ông muốn biết hả? Mơ đi! Bạch Hạng Minh cười khinh khỉnh, được lắm, để xem là miệng ông cứng hay xương cốt cứng hơn. Ông ta phất tay, một cây kim thép màu đỏ cứng rắn xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta bước tới chỗ Hoa Côn Luân, đâm kim thép vào cột sống của Hoa Côn Luân. Á! Hoa Côn Luân đau chết đi sống lại. Ông Hoa! Vương Chỉ Giao và Đạm Đài U Nguyệt biến sắc. Mắt hai người họ đỏ bừng, Bạch Hạng Minh,
ông làm vậy không sợ cậu Diệp trở về à? Diệp Bắc Minh hả, trở về, ha ha ha. Bạch Hạng Minh cười đến mức rớt nước mắt, các người đừng nói si nói mộng. Thằng danh kia đã bỏ mạng tại chiến trường Thái Cổ vào 2 năm rưỡi trước kia rồi, nếu cậu ta có thể trở về. Bạch Hạng Minh, tôi sẽ nuốt cây kim thép kia vào bụng. Vừa dứt lời, bên ngoài đại điện truyền tới một giọng nói, nếu đã vậy thì ông nuốt cho tôi xem thử. Ai đang nói chuyện đó? Cái mặt già của Bạch Hạng Minh trầm xuống. Xoạt, xoạt, xoạt. Người trong đại điện đều liếc mắt nhìn sang cửa vào. Dưới ánh mắt vô số người, một hình bóng thân quen đi tới. Ngay khi nhìn thấy người kia, cái thân già của Bạch Hạng Minh run lên, răng miệng va vào nhau cầm cập, Diệp. Diệp 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 Diệp, Diệp Bắc Minh. Vương Chỉ Dao đỏ mắt, cậu Diệp, cậu còn sống sao? Đạm Đài U Nguyệt bật khóc, có phải tôi đang nằm mơ không? Hoa Côn Luân gắng gượng quay đầu lại, vừa khóc vừa cười nói, ha 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 ha. Nhóc Diệp à, cậu chưa chết. Vương Bình An chảy hàng nước mắt máu, tạ ơn trời cao có mắt, hóa ra cậu còn chưa chết thật. Bạch Hạng Minh hoàn hồn, không thể nào. Diệp Bắc Minh đã chết ở chiến trường Thái Cổ lâu rồi, cậu dám giả mạo cậu ta à? Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, cậu là ai? Diệp Bắc Minh không trả lời ông ta. Anh vung tay bắn ra vài cây ngân châm đâm vào cơ thể của bọn Vương Bình An và Hoa Côn Luân. Vút, 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 vút. Rồi anh lấy ra 4 viên đan dược nhét vào trong tay bọn họ ăn đi. Ôi, 9 đường đan văn, đan dược cấp đế. Mọi người hít một hơi thật sâu. Ngoài Diệp Bắc Minh ra thì còn ai có thể luyện chế ra được loại đan dược cấp cao như vậy chứ? 4 người họ không hề do dự nuốt đan dược vào bụng. Vết thương trên người họ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mắt thường có thể thấy. Diệp Bắc Minh bình tĩnh hỏi, chẳng phải ông bảo nuốt kim à? Bạch Hạng Minh hoảng hốt liên lục lùi ra sau, Diệp. Cậu Diệp à, cậu nghe tôi giải thích. Diệp Bắc Minh vung tay lên, ma khí ngút trời trào dâng. Nó ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ, tóm chặt cổ của Bạch Hạng Minh. Cậu Diệp, tha mạng. Bạch Hạng Minh sợ tới mức hồn bay phách lạc, tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ nuốt kim ngay đây. Ông ta giơ cây kim thép màu đỏ trên tay lên, chuẩn bị nuốt vào bụng. Vút. Ông ta bỗng nhiên đánh lén ném kim vào trái tim Diệp Bắc Minh, oát con, chết cho lão phu. Đinh. Cây kim thép màu đỏ trong tay ông ta dừng ngay trước trái tim Diệp Bắc Minh, dù ông ta đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào làm xước da của anh. Cái xác già của Bạch Hạng Minh run rẩy, hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh. Không thể nào, thể xác của thằng oát con đó làm bằng bê tông cốt thép à? Sau đó, một bàn tay khác của Diệp Bắc Minh tóm cổ tay của Bạch Hạng Minh. Răng rắc, cổ tay ông ta đã bị bẻ gãy. Cây kim thép màu đỏ rơi vào tay Diệp Bắc Minh, chẳng phải ông bảo nuốt kim à? Giọng Bạch Hạng Minh run rẩy, đừng mà. Ông ta vừa định há mồm miệng Minh thì cây kim sắt đã đâm vào yết hầu. Cơn đau làm Bạch Hạng Minh ngất xỉu, hấp hối cầu xin, cậu Diệp, xin tha mạng. Diệp Bắc Minh nào quan tâm ông ta? Cây thứ hai, cây thứ ba. Anh đâm một lần hơn 100 cây kim, cổ Bạch Hạng Minh đã bị đâm nát bét. Đầu ông ta rơi lăn lóc trên mặt đất, biểu cảm vô cùng hoảng sợ. Bịch, bịch, bịch. 10 mấy thái thượng trưởng lão của Tổng viện giám sát sợ hãi quỳ gối, dập đầu điên cuồng. Cậu Diệp xin tha mạng. Cậu Diệp à, đều là do Bạch Hạng Minh ép chúng tôi làm cả. Cậu Diệp ơi, bọn tôi vô tội. Tiếng than cầu xin lòng từ bi vang lên không ngớt. Diệp Bắc Minh nắm chặt tay, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh. Phụt. Huyết quang lóe qua, hơn 10 cái đầu người rơi xuống. Cả không gian tĩnh lặng. Diệp Bắc Minh hỏi, mẹ tôi và các sư tỷ ở đâu rồi? Mắt Hoa Côn Luân đỏ ngầu, từ khi tin cậu chết truyền tới, Bạch Hạng Minh đã triệu tập hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đuổi bọn họ ra khỏi Tổng viện giám sát. Không chỉ có thế, tên này còn vong ân phụ nghĩa nữa. Ông ta còn phái người truy sát những người khác của nhà họ Diệp. Tôi và Vương Bình An âm thầm giúp người nhà họ Diệp né truy binh.
Người anh em kết nghĩa của cậu đã nhảy xuống vực tự sát để giúp mẹ cậu tháo chạy. Sát khí dâng ngập lòng Diệp Bắc Minh, hầu tử. Hoa Côn Luân nghiến răng nói, dù là thế, người của Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông vẫn không chịu buông tha mà tăng cường truy sát mẹ và các sư tỷ của cậu. Nghe nói đã có vài sư tỷ của cậu đã hy sinh. Ông nói gì? Có sư tỷ hy sinh ư? Trái tim Diệp Bắc Minh như bị bóp nghẹt, cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Ma khí trên người anh phun trào như núi lửa. Gầm gừ. Sau lưng anh, 9 con ma long màu đen bay ra, đại điện nổ tung, có kẻ nào tham gia truy sát. Cả bầu trời tổng viện giám sát tối sầm. Hoa Côn Luân khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, nhanh chóng nói, Quỷ Sát Môn là Sơn Quỷ Bà cầm đầu, Thiên Võ Tông là Hùng Kim Phong cầm đầu. Hình như nhà họ Tần, nhà họ Lâm và nhà họ Lục của Thánh Vực cũng tham gia. Bọn họ còn đến Đại Lục Chân Võ một chuyến, hình như đến núi rồng giết nhà họ Diệp, mang mấy trăm cái bia mộ kia đi. Ha ha ha! Diệp Bắc Minh cười giận dữ, lấy anh làm trung tâm, dưới chân đầy xương lạnh, chuyến tàu tới địa ngục lần này đủ quân số rồi. Quỷ Sát Môn, hơn trăm kẻ cầm quyền tụ tập ở trong phòng họp. Cả phòng vô cùng tĩnh lặng. Giơ tay không thấy đủ năm ngón. Bỗng nhiên, trong màn đêm vang lên một giọng nói, khoảng thời gian qua mọi người vất vả rồi. Truy sát tàn dư của nhà họ Diệp đã lãng phí rất nhiều sức lực của mọi người. Tuy rằng đã giết không ít tàn dư của nhà họ Diệp nhưng những người quan trọng lại không bắt được, đại nhân ở Thánh Vực đã mất kiên nhẫn rồi. Chúng ta còn một tháng cuối cùng, nếu tìm không ra tàn dư của nhà họ Diệp. Kết cục của chúng ta là gì không cần tôi nói đâu nhỉ. Người vừa nói chuyện chính là môn chủ của Quỷ Sát Môn. Vừa dứt lời, cả phòng họp yên lặng như tờ. Một lát sau, Sơn Quỷ Bà cắn răng, không ngờ ả tiện nhân nhà họ Diệp kia còn chạy được, chết thật. Nếu không nhờ người anh em kết nghĩa của thằng oát Diệp Bắc Minh kia nhảy vực cản lão, thì cái đầu của Diệp Thanh Lam và đám đĩ kia đã bị lão chặt hết rồi. Bỗng nhiên, tiếng nổ rung trời lệch đất truyền tới, cả phòng chấn động. Như đã xảy ra động đất. Xoạt 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 xoạt. Hàng trăm người đồng loạt đứng dậy, căn phòng tối đen bỗng sáng rực. Trong căn phòng ấy đều là những ông lão bà lão gầy trơ xương, chuyện gì thế? Rầm. Cửa phòng bị người ta đánh bay, một người đàn ông trung niên hoảng sợ chạy vào, môn chủ, ở ngoài kia có một người đang xông vào đây. Cái gì? Môn chủ Quỷ Sát Môn sửng sốt, khó tin hỏi, một người. Đang xông vào Quỷ Sát Môn chúng ta ư? Sơn Quỷ Bà gầm lên, ai gan to vậy hả, chán sống rồi à? Đi, chúng ta lại đó xem thử. Hàng trăm người kéo nhau đi ra khỏi cửa phòng. Vừa mới bước ra được khoảng 2 bước. Tất cả mọi người đều dừng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cửa vào phòng họp. Ở nơi ấy có một bóng người khuất sáng đang đứng đó. Môn chủ Quỷ Sát Môn nhướng mày, ai đó? Vút. Một tia kiếm khí lao tới, môn chủ Quỷ Sát Môn còn chưa kịp hoàn hồn. Tia kiếm khí kia bay ngang qua cổ ông ta, nháy mắt đầu đã tiếp đất. Úi, môn chủ. Mọi người kinh hãi, khiếp sợ nhìn cửa vào phòng họp. Ngay sau đó, bóng người kia từ từ đi vào phòng. Ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi gương mặt người nọ. Diệp Bắc Minh. Chưa chết hả? Người của Quỷ Sát Môn trừng mắt, hoảng sợ lùi ra sau như thấy quỷ. Diệp Bắc Minh hỏi một câu, ai là Sơn Quỷ Bà? Này. Mọi người sửng sốt, vô thức nhìn sang Sơn Quỷ Bà. Diệp Bắc Minh nhìn sang bà ta rồi chạy tới. Anh vung kiếm chém ra. Sơn Quỷ Bà còn chả có tư cách đỡ đòn, bà ta cảm thấy bụng đau đớn, nửa người dưới đã biến đâu mất tăm. Á! Nửa người trên của bà ta rớt xuống đất, hoảng sợ kêu la, thằng chó chết kia, sao mày dám? Vút! Huyết quang chợt lóe trong mắt Diệp Bắc Minh siêu hồn bà ta. Tất cả mọi thứ trong đầu Sơn Quỷ Bà đều đã bị anh nắm rõ. Một vài hình ảnh xuất hiện trước mắt anh. Hầu tử bóp nát mấy trăm viên lôi bạo châu rồi nhảy xuống vực.
Thập sư tỷ Vương Như Yên để ngăn cản truy binh đã dẫn người của Quỷ Sát Môn và Thiên Võ Tông vào Thiên Ma Cốc, giờ hiện đang bặt vô âm tín. Cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào chiến đấu đến chết, chôn thây nơi đại dương. Thất sư tỷ Liễu Như Khanh thiêu đốt tuổi thọ, tự bạo đan điền. Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông liên minh ép Diệp Thanh Lam tới rìa Vạn Độc Cốc. Tam sư tỷ Tiểu Độc Tiên chảy khô máu độc toàn thân, dùng mạng đổi mạng giết mấy ngàn người. Từng tin tức đều nhìn thấy mà giật mình. Ha 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 ha. Biểu cảm của Diệp Bắc Minh dữ tợn đến cực điểm, chảy ra hai hàng huyết lệ, lão già, mày và cả Quỷ Sát Môn chúng mày nữa, thật là đáng chết. Tháp nhỏ, tế sống Quỷ Sát Môn cho tôi. Chấm chấm chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giật nảy mình, nhóc, Quỷ Sát Môn ít nhất có hơn 1 triệu người, cậu. Diệp Bắc Minh gào lên, đừng nói nhảm nữa, tế sống toàn bộ cho tôi. Tôi muốn khiến bọn họ chôn cùng sư tỷ tôi. Phần thiên chi diễm, thiêu đốt. Xèo. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bộc phát hết sức lực, phần thiên chi diễm giáng từ trên trời xuống như mưa sao băng. Trong chớp mắt, toàn bộ Quỷ Sát Môn hóa thành một biển lửa. Mấy ngàn dặm bên ngoài, những người thu võ phát hiện ngọn lửa ngút trời trên không trung Quỷ Sát Môn đều sôi nổi chạy tới hiện trường. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Quỷ Sát Môn lại hóa thành một biển lửa? Trời à! Trong ngọn lửa, cả triệu bóng người điên cuồng giãy giụa, trông chẳng khác gì địa ngục tu la. Vô số người tu võ trừng to mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Tin tức của Quỷ Sát Môn truyền về Thiên Vũ Tông, một lão già mặc đạo bào khiếp sợ nhảy dựng lên. Chính là Hùng Kim Phong. Khuôn mặt ông ta tràn ngập vẻ không dám tin, Quỷ Sát Môn đột nhiên bị thiên hỏa giáng lâm, cắn nuốt hết thảy, hóa thành một đám tro bụi. Chuyện này sao có thể? Mồ hôi lạnh của Hùng Kim Phong chảy ròng ròng trên trán. Trực giác nói cho ông ta biết, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Một giây sau, gào giống. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rồng ngâm, mọi người Thiên Vũ Tông cảm thấy kỳ quặc, rồng ngâm. Chuyện gì xảy ra thế? Một đệ tử xông vào đại điện, tông chủ, chư vị trưởng lão, bên ngoài rơi mưa sao băng. Mưa sao băng. Đám người Hùng Kim Phong sững sờ, bên tai chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, đại điện ầm ầm nổ tung. A! À. Ngọn lửa dính lên người, hỏa thế lập tức lan tràn. Lửa này có vấn đề. Mau, mau dập lửa. Đừng, đừng mà. Đám cao tầng Thiên Vũ Tông vô cùng hoảng sợ, ngọn lửa này hoàn toàn không thể dập tắt. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bản thân hóa thành tro tàn. Hùng Kim Phong sợ hãi kêu to, phần thiên chi diễm, đây là phần thiên chi diễm. Diệp Bắc Minh, tên này không có chết. Dứt lời, Hùng Kim Phong hoàn toàn bị phần thiên chi diễm cắn nuốt. Chấm chấm chấm. Tổng viện giám sát, Vương Chỉ Giao vọt vào phòng, viện trưởng, Lão Hoa, Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông bị diệt. Cái gì? Hai người Vương Bình An và Hoa Côn Luân đồng thời đứng bật dậy. Bọn họ dồn dập hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gương mặt xinh đẹp của Vương Chỉ Giao trắng bệch, trên trời giáng xuống lửa lớn, Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông hóa thành tro tàn. Hơn 2 triệu người đều chết trong biển lửa trời. Hít hà. Vương Bình An hít sâu một hơi, hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, trời ạ, hơn 2 triệu người. Đôi mắt Hoa Côn Luân hung hăng co rụt lại, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp sát tâm của anh ta quả là đáng mặt sát thần. Chấm chấm chấm. Thánh vực, Lâm Bách Hùng và một lão già bước vào phòng khách của nhà họ Tần. Tần huynh. Gấp gáp gọi chúng ta đến đây làm gì, Lâm Bách Hùng nhướng mày. Tần Hồng Bân đang đi qua đi lại. Nhìn thấy hai người, đôi mắt ứa máu mở miệng, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Bách Hùng nghi hoặc, chuyện lớn gì mà có thể khiến anh phải đứng ngồi không yên thế này. Giọng nói của Tần Hồng Bân run rẩy, Quỷ Sát Môn, Thiên Vũ Tông bị diệt. Lâm Bách Hùng sững sờ, chợt cười, Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông. Đây chẳng phải là hai tông môn của thế giới cao võ sao? Bị diệt thì bị diệt, có gì ghê gớm đâu, đáng giá Tần huynh căng thẳng đến thế. Tần Hồng Bân run run môi, cậu biết bọn họ bị diệt thế nào không? Ồ! Lâm Bách Hùng hứng thú.
Lão già nhà Học Lục cũng tò mò hỏi, bị diệt như thế nào? Tần Hồng Bân chật vật phun ra một câu, lửa lớn từ trên trời rơi xuống. Trời giáng lửa lớn, cộng lại cả hai tông môn, toàn bộ 2 triệu người táng thân biển lửa. Phòng khách rơi vào sự lặng ngắt như tờ. Lâm Bách Hùng và lão già nhà họ Lục khiếp sợ không nói nên lời. Trong mắt suýt chút nữa nổ tung vì khiếp sợ. Một lúc lâu sau, Lâm Bách Hùng mới run rẩy hỏi ra một câu, anh. Anh nói cái gì? Hô hấp của Tần Hồng Bân dồn dập, cánh tay run lẩy bẩy, tôi hoài nghi, tên kia. Cậu ta không chết. Lâm Bách Hùng trực tiếp hô lên, không thể nào. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Tên kia không chết. Tin tức này quả thực là sấm sét giữa trời quang, đến mức khiến Lâm Bách Hùng hoàn toàn thất thố. Ánh mắt Tần Hồng Bân cực kỳ rét lạnh, bất luận thế nào, chúng ta phải suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu thằng kia đã chết thì tất nhiên là tốt nhất, chúng ta kê cao gối ngủ. Nếu anh ta chưa chết, dùng thủ đoạn giết người này, e rằng chúng ta không ngăn được. Lão già nhà họ Lục nông nóng, vậy còn chờ gì nữa? Báo tin cho Phương công tử đi. Chấm chấm chấm. Lâm Bách Hùng không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, mau đi thông báo cho Phương công tử. Phương công tử vẫn luôn muốn diệt cỏ tận gốc nhà họ Diệp, nếu hắn ta biết thằng này không chết nhất định sẽ ra tay. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, 3000 thế giới nhà họ Phương. Phương Nguyên ngồi xếp bằng, chân nguyên ngưng tụ. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lơ lửng trước người hắn ta, kiếm khí mạnh mẽ không ngừng rung động. Đột nhiên, Phương Nguyên khẽ mở hờ mắt, nhẹ nhàng nâng tay, từ trong nhẫn chứa vật bay ra một miếng ngọc bội, chuyện gì? Ngọc bội truyền đến âm thanh dồn dập của Tần Hồng Bân, Phương công tử, tôi là Tần Hồng Bân, việc lớn không xong rồi. Tên nhóc nhà họ Diệp kia rất có thể chưa chết. Còn người Phương Nguyên hoàn toàn mở ra, ông nói cái gì? Tên kia không chết. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hồng Bân không dám giấu giếm, nói ra tin tức quỷ sát môn và thiên vũ tông bị tiêu diệt. Nghe được hơn 2 triệu người bị thiêu sống, 2 tông môn lớn hóa thành địa ngục tu la. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên cực kỳ sắc bén, tôi biết rồi. Tần Hồng Bân lo lắng nói, ngoài tên này ra, ai sẽ hung tàn như vậy chứ? Phương công tử, cậu không thể không quản chúng tôi được. Trong khoảng thời gian này, 3 nhà chúng tôi làm việc cho cậu, nếu như tên này tìm đến chúng tôi gây phiền phức, chúng tôi. Phương Nguyên bình tĩnh trở lại, một con kiến không chết nhiều nhất là khiến hắn ta hơi kinh ngạc. Không đến mức tạo thành phiền toái quá lớn. Hắn ta lạnh nhạt lên tiếng, yên tâm, việc này tôi sẽ giải quyết. Các ông sẽ không bị thương đến một sợi lông, tôi nói rồi. Thấy Phương Nguyên tự tin như vậy, Tần Hồng Bân vô cùng vui mừng, cảm ơn Phương công tử. Phương Nguyên thu hồi ngọc bội. Nhìn thoáng qua kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, lông mày của hắn ta gắt gao xoắn lại với nhau, suốt 2 năm rưỡi này, mày vẫn luôn không chịu nhận chủ, chẳng lẽ cũng bởi vì thằng này không chết. Đôi mắt hắn ta hiện lên sát ý lạnh như băng, nếu như hắn ta hoàn toàn chết, hẳn mày sẽ nhận chủ chứ. Lão Hứa, lão Thạch. Âm thanh vừa dứt, không khí khẽ chấn động, 2 bóng người cực kỳ già nua gần như là đột nhiên xuất hiện. Từ Biệt Vân, Thạch Trung Hà. 2 người đều là cảnh giới siêu phàm. Nhà họ Phương tốn cái giá cực lớn để phụng dưỡng. Đi thánh vực một chuyến, nếu có người dám ra tay với nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, giết anh ta. 2 lão già gật đầu, bóng người vừa biến mất. Không trung truyền đến giọng nói của Phương Vô Đạo, Nguyên Nhi, cháu triệu hoán 2 người này làm gì? Phương Nguyên mỉm cười, lão tổ, cháu bảo bọn họ đi dẫm chết một con kiến. Hắn ta không để chuyện này ở trong lòng, cho nên không hề nhắc đến việc con kiến này là Diệp Bắc Minh. Những chuyện khác cháu vẫn nên bớt can thiệp đi, còn 3 ngày nữa là ngày cháu và thần nữ Túc Hoàng kết hôn. Phương Vô Đạo tiếp tục nói, mấy lão già chúng ta vận dụng tất cả mối quan hệ nhà họ Phương tích góp mấy năm nay, gần như mời đến người của tất cả các thế lực lớn. Không chỉ như thế, Tổ Long Điện, Thiên Đạo Tông cũng có nhân vật lớn giáng lâm quan sát đám cưới của cháu. Phương Nguyên kích động, lão tổ, sao phải làm ra trận địa lớn như vậy?
Dù ở trong 3.000 thế giới, Tổ Long Điện, Thiên Đạo Tông cũng là một trong những thế lực đứng đầu. Thế mà Lão Tổ có thể mời người của bọn họ đến. Có thể nghĩ phải tiêu tốn cái giá như thế nào. Phương Vô Đạo cười một tiếng, cháu là chân long của nhà họ Phương ta, mấy lão già chúng ta chuẩn bị đặt cược tất cả vào cháu. Sau đám cưới này, đại hội chân võ chính là sân khấu của cháu. Nguyên Nhi, đừng làm cho chúng ta thất vọng. Khuôn mặt Phương Nguyên ngập tràn tự tin, nhìn thoáng qua kiếm càn khôn chấn ngục, Lão Tổ yên tâm, lần này Nguyên Nhi nhất định tỏa sáng rực rỡ. Trong ngàn năm tới, cháu muốn làm cho toàn bộ 3.000 thế giới đều biết đến nhà họ Phương chúng ta. Chấm chấm chấm. Sau khi hủy diệt Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông, Diệp Bắc Minh quay về thẳng Tổng Viện Giám Sát, Phương Bình An và Hoa Côn Luân biết Diệp Bắc Minh trở về thì vội vàng ra nghênh đón. Cậu Diệp, cậu trở lại rồi. Chấm chấm chấm. Diệp Bắc Minh trực tiếp mở miệng, người của nhà họ Diệp ở đâu? Hai người nhìn nhau, chúng tôi dẫn cậu đi. 15 phút sau, trong một sơn cốc cách Tổng Viện Giám Sát chưa đến 100 dặm. Xuyên qua một mảnh kết giới, Diệp Bắc Minh gặp được người nhà họ Diệp. Ông ngoại Diệp Nam Thiên tóc bạc phơ. Hai chân của cậu Diệp Thanh Dương biến mất, ngồi trên xe lăn gỗ, hoàn toàn biến thành người tàn phế. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, con mắt đục ngầu của Diệp Nam Thiên lập tức đỏ lên, Minh Nhi. Con không chết. Ông ta xông lại gần như phát điên, gào khóc như một đứa trẻ. Chết rồi, tất cả mọi người đều chết rồi. Hu hu. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ au, ông ngoại yên tâm đi. Bất luận kẻ nào, chỉ cần trên tay nhiễm một giọt máu tươi của nhà họ Diệp, con sẽ diệt toàn tộc của kẻ đó. Khoảng nửa ngày sau, Thiên Uyên. Diệp Bắc Minh đứng trên vách núi, nhìn xuống phía dưới, thần ma chi nhãn lấp lóe. Đáy mắt một màu đen kịt, sâu không lường được, không thể nhìn thấu. Tháp nhỏ, nơi này sâu bao nhiêu? Hầu tử còn có thể sống sót sao? Tháp càn khôn chấn ngục mở miệng. Không gian nơi này vỡ vụn, bày ra trạng thái hỗn độn. Trừ phi tự mình xuống dưới, bằng không thì rất khó biết được tình huống bên trong. Diệp Bắc Minh suy tư, hầu tử có xác suất sống sót là bao nhiêu? Tháp càn khôn chấn ngục cười đầy thâm ý, người này không phải tướng đoản mệnh, anh ta nhảy vào Thiên Uyên chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ là một cơ duyên khác. Ồ, Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Cuối cùng, anh rời khỏi Thiên Uyên. Bước ra ngoài Thiên Ma Cốc. Thập sư tỷ, em đến rồi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kiên định, nhìn thẳng vào sơn cốc bị khói đen che phủ, trông chẳng khác gì cửa địa ngục. Không hề do dự, anh nhấc chân bước vào trong đó. Trong nháy mắt vừa tiến vào Thiên Ma Cốc, vô số yêu thú nhào lên như ác quỷ. Gào giống. Tiếng rồng ngâm vang lên, sau lưng anh xông ra 9 con rồng đen. Ánh sáng đỏ như máu xông lên tận trời cao. Hồi lâu sau, bên trong Thiên Ma Cốc truyền ra đủ loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, thu hút vô số người tu võ. Bên trong Thiên Ma Cốc sao vậy? Yêu thú trong này con sau kinh khủng hơn con trước, rốt cuộc là thứ gì khiến bọn chúng phát ra loại âm thanh này? Những yêu thú này, hình như đang sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người tu võ tụ tập bên ngoài Thiên Ma Cốc. Một ngày sau, một thanh niên toàn thân đẫm máu đi ra khỏi Thiên Ma Cốc. Rồi nhanh chóng biến mất. Hít hà, người này là ai? Sát khí trên người anh ta thật nặng, chẳng lẽ yêu thú trong Thiên Ma Cốc kêu thảm là bởi vì anh ta? Người tu võ bên ngoài Thiên Ma Cốc đồng loạt ngây dại. Sắc mặt một lão già không ngừng biến đổi, đi, tiến vào Thiên Ma Cốc nhìn xem. Rất nhiều người tu võ khác thì bị dọa lùi lại, ông lão này điên rồi. Đây là Thiên Ma Cốc đấy, người tiến vào 10 phần 10 sẽ chết, có đi mà không có về. Lão già lắc đầu, chỉ đừng ở cửa sơn cốc nhìn xem, nếu có nguy hiểm tôi sẽ lập tức lui ra ngoài. Ai bằng lòng lập đội với lão phu không? Mấy người thu võ do dự bước lên, cùng nhau tiến vào Thiên Ma Cốc, bọn họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ choáng váng. Trên mặt đất, khắp nơi toàn là thi thể, máu chảy thành sông, giống y như địa ngục. Ai ai cũng ngây dại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt lão già kia cực kỳ ngưng trọng, đi, đi chỗ sâu trong nhìn xem.
lá gan mọi người lớn hơn, thẳng tiến lên. Dọc đường đều là thi thể của yêu thú, toàn bộ thiên ma cốc không còn một vật còn sống. Lão già kia bị dọa đến run cầm cập, trời ạ. Vừa rồi người kia giết xuyên qua thiên ma cốc. Hít hà. Mọi người hít sâu một hơi. Diệp Bắc Minh rời khỏi thiên ma cốc, đi về hướng một vùng biển, tháp nhỏ, ông chắc chắn thập sư tỷ của tôi không chết chứ. Chấm chấm. Chấm chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kiêu ngạo mở miệng, nhóc, cậu đang hoài nghi bản tháp hả? Bản tháp đi cùng cậu đặt chân từng góc xó xỉnh của thiên ma cốc, nếu như thập sư tỷ của cậu chết ở bên trong, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nhưng, bản tháp không phát hiện được hơi thở tử vong của cô ấy, cho nên ít nhất cô ấy không chết tại thiên ma cốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.